để sau này cái việc nó tới rồi đó, chiến tranh mà nó nổ bùng rồi đó, bệnh dịch mà nó lan tràn tới đó, nước dân lũ lụt, chiến tranh giặc giả, ác thú dãy đầy, yêu tinh cấu xé, lúc đó tu không được à quý vị à, lúc đó chạy chết không à, phải không? Cha nọ bồng con, vợ khóc òa, tan nát sớm ghiền khổ dữ a, nhà không kẻ ở, ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Mình không tin mới gặp cái chuyện đau đớn vậy nè. Lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắc hàm gặp gồng mây, hãy ráng nghe lời ta mách trước mà không dình đạo đức phải phơi thay. Phải không? Mình muốn thoát khỏi cái cảnh đó, muốn khỏi cái cảnh đồ lao địa ngục, thì thầy nói đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí gì trai giữ giới mà, Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chiên chở lúc can qua. Can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta, chốn hẹn hò tiên cảnh Phật đài, xem rực rỡ hoàng cầu đến đó ấm cùng no. Quý vị thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Hạnh phúc cho chẳng bắt ta lên đó. Cho nên muốn được cái hạnh phúc đó, ngay giờ vời phút này tôi nói thiệt nha, bà con ai chưa tu mình tu liền đi quý vị ơi. Đừng có trì, có trệ, đừng có hứa nữa. Mình hứa hứa hoài, để tháng sau tu mà tháng này nó chết quý vị à. Vô thường không đợi, mà thời gian không chờ. Cảm ơn cô bác anh chị em đồng đạo vì tình thương mà quý vị cũng quan hỷ ngồi khoảng một tiếng đồng hồ trong cái giờ anh Bảy trao đổi. Rồi chúng ta sau đó rồi dùng cơm rồi quay trở lại hậu trường để gặp anh Năm Lù ở Cần Thơ. Như vậy thì cô bác cũng quan hỷ vui vẻ để theo dõi. Đây là một cái trên đời là hiếm gặp bốn người tai biến, bốn lần tai biến mà đứng lên diễn đàn nói đạo được. Đây là nói thật sự là Đức Thầy, Đức Phật độ ảnh. Vì mong quý vị cũng quan hệ theo dõi đồng đạo Vĩ Siêu đến diễn đàn. Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng dưới đi bà. Tai biến là đi xịt đủ vậy. Đứng đây đi. Đứng nhớ. Đứng nước ngoài đi. Đứng rồi, đứng rồi. Nhớ qua đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Bấy siêu lễ phép kính chào hết toàn cả cô bác anh chị em đồng đạo và tất cả bà con đang có mặt nơi đây. Thật sự là một cái niềm vinh hạnh và một cái nhân duyên rất lớn mà Bảy Siêu được gặp đông đảo cô bác chúng ta như thế này. Tại vì quý vị biết từ Vĩnh Long mà xuống tới Cà Mau dưới này thì trên dưới 300 cây số. Mà quý vị biết do cái nhân duyên, có duyên xa mấy cũng gần, không duyên dù gặp mấy lần cũng xa. Và đặc biệt hơn nữa là Bảy Siêu được gặp cô bác anh chị em chúng ta trong cái môi trường Phật Pháp rất là quý báu. Và cũng phải nói là Bảy Siêu rất là ngưỡng mộ quý vị một cái tinh thần Phật Pháp hết sức là cao độ. Đáng lẽ ra người ta làm cái việc gì đi chăng nữa đó thì chỉ một giờ đồng hồ là người ta cũng phải mỏi mệt nghỉ, mà quý vị ngồi đó là 2 tiếng đồng hồ mà chăm chú để nghe, rồi bây giờ lại tiếp tục ngồi nữa. Như vậy thì cái ngày nay mà nói về cái phước báo đó thì quý vị tăng lên không thể nào diễn tả được. Tại vì Đức Thầy cho biết là ai lòng nhân hoặc chép hay in mà truyền bá thì đặng nhiều phước đức. Khi cái người mà trình bày cái lời của Phật đó thì phước đức vô lượng. Rồi cái người chú ý lắng nghe đó thì phước đức cũng vô lượng. Cho nên có một lần Đức Phật nói với ông Xá Lợi Phất, tức là đệ tử của Ngài đó, nói này Xá Lợi Phất, nếu có người đem tiền của chất cả tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí, cái phước nó không lớn bằng đem 4 câu kinh kệ của ta mà quảng bá trong sanh chúng. Mà hôm nay quý vị ngồi nghe đó, một suất này là lần suất thứ 3, quý vị nghĩ cái phước mình biết bao nhiêu mà nói, phải không quý vị?
Kính thưa toàn thể chư quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có mặt trong cõi đời này, có được cái thân người, nhưng mà cái thân mình nó không có sung sướng, quý vị, nó khổ quá. Chứ phải khi khổ hết á thì mình không có buồn, không có phân bì, mà ngạc có cái mình nghèo mình khổ mà cái người kế bên người ta lại giàu để sung sướng, quý vị, buồn không? Buồn lắm. Nhưng mà không biết cái nguyên nhân làm sao, làm hoài nó nghèo hoài, mà người ta ở không đi chơi mà nó giàu, nó lạ phải không? Quý vị biết sao không? Mình cũng đâu có biết đâu. Tại vì sao? Tại vì mình mê. Nhưng mà khi chúng ta chăm chú nghe lời Phật chỉ dạy, chúng ta mới thấu triệt được nhân quả, thì mới biết mình tại sao nghèo, tại sao khổ, tại sao bệnh tật hoài. Rồi có người ta lại sung sướng mà ta giàu hoài, làm chơi mà ăn thiệt đó, phải không? Cái người nghèo đó quý vị thấy đó, tầm cầu tìm kiếm gian giấy ngày với đêm vậy đó, mà tiền nó không có vô, mà nó vô cái bệnh không à, cái chuyện rắc rối đó, quý vị thấy rõ ràng. Thì cái này đó là nhà Phật gọi là nghiệp. Còn cái người đó ta không cầu không khẩn mà tiền nó tự tới hoài, làm gì trúng nay, thì nhà Phật gọi là phước, phải không? Như vậy thì mỗi người có mặt trên cõi đời này, chúng ta nhìn kỹ lại mình thì mình biết mình phước hay nghiệp rồi, phải không? Mình nhìn mình là mình biết mình phước hay nghiệp rồi. Cho nên hôm nay Bảy Siêu sẽ trao đổi với quý vị để dở lẽ ra chúng ta thấu triệt được nhân quả, theo lời Phật dạy hiểu rõ cái cảnh sống của thế gian, chúng ta có thể thay đổi nhân xấu để trở thành nhân tốt, thay đổi cái khổ trở thành cái vui, thay đổi cái nghèo trở thành cái giàu được đó quý vị. Mà mình không biết sao làm, phải không? Như vậy thì bữa nay Bảy Siêu sẽ trình bày với quý vị một cái mệnh đề, tức là nghiệp ai nấy mang, phước ai nấy hưởng. Rõ ràng vậy đó quý vị à. Chịu không? Chịu cho chàng phát tay lớn lên coi. Bữa nay mình dở ra tại sao mình nghèo, phải không? Bây giờ trước mắt quý vị nhìn trước mặt sau lưng mình coi có ai giống ai không? Không ai giống ai trơn. Tại sao vậy? Vì mỗi người đó có cái chánh báo này là cái túc nghiệp của đời trước mà có mặt ở đời này, phải không? Cái chánh báo này đời trước làm phước, vậy thì bây giờ giàu mà đẹp lắm à, phải không? Cái chánh báo này kiếp trước mà tạo nghiệp sát sanh thì bây giờ nghèo mà xấu chứ đâu có gì đâu lạ, phải không? Vì nhân quả nó rõ ràng, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Tức là từ xưa cho tới nay không có cái người nào mà trốn được nhân quả hết trơn, quý vị à. Chúng ta tạo nhiều nghiệp ác cho nên bây giờ chúng ta khổ, mà cái người tạo nhiều phước cho nên ta giàu. Kiếp trước mở hầu bao bố thí nên kiếp này địa vị giàu sang, mần chơi mà ăn thiệt à, phải không? Không cầu không khẩn mà tiền nó tới hoài, mà kiếp này bỏng sẻn tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàn tả tơi. Cho nên mình nghèo mình khổ đây đó là mình biết là cái đời trước Phật cho mình biết là mình ích kỷ bỏng sẻn đó quý vị. Mình chưa từng làm phước, chưa từng tạo phước, cái cửa phước của mình nó lúc nào bị đóng bít chịch hết trơn, mà cái cửa nghiệp, cái cửa ác thì lại mở banh ra hết, phải không? Quả phước vô môn, di nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tỳ hình. Quả với phước nó đâu có cửa đâu quý vị, phải không? Mà mình làm phước thì cái cửa phước nó mở ra, mình tạo nghiệp thì cái cửa nghiệp nó mở ra. Vậy thì bây giờ mình nhìn lại mình, cái cuộc sống của mình á, 60 năm, 70 năm, 50 năm, 40 năm, mà thậm chí sanh ra mới có 3-4 năm à, giàu hay nghèo, khổ hay vui, tự mình biết kiếp trước mình tạo cái gì rồi, phải không quý vị? Nói rõ ra dễ hiểu vậy đó, chứ không phải tự nhiên mà cái việc gì mà không không mà nó đến với mình quý vị à. Quý vị không có phước đó, dầu có đặt bàn Phật mà cầu khẩn với trời Phật lại lát đầu gối, tiền nó cũng không tới. Tại sao vậy? Tại vì mình đâu có làm phước đâu mà cầu. Quý vị không trồng lúa, quý vị có lúa không? Không trồng dưa, có dưa không? Phải không? Cho nên chúng ta có làm phước mới được phước, chúng ta có nói lời lành mới được phước, chúng ta có tu mới được phước, chúng ta có bố thí phóng sanh mới được phước.
Thì nếu chúng ta làm được cái việc này thì tất cả nó sẽ an vui chứ đâu có gì đâu lạ, phải không? Cho nên bây giờ xấu đẹp giàu nghèo gì đó, đó bây giờ quý vị thấy cái người nghèo rồi mà làm được nhiêu tiền, cái con nó bệnh, vợ nó bệnh, trời ơi nghe trần ai khổ nhọng, mới mần trúng mối được vài ba triệu cái mày bệnh tao mắc đi hỏi thêm nữa rồi. Quý vị thấy mình thiếu phước nó vậy đó, phải không? Bất dị tế hưởng nhi giáng phước mà bất dị thất lễ nhi giáng họa. Cái người mà tạo nghiệp rồi đó, lên đây để trả nghiệp đó, tôi nói quý vị đặt bàn Phật, lại Phật lát đầu gối bây giờ, không làm sao vào được, tiền không làm sao tới được. Tại vì cái cửa phước mình nó đang đóng. Quý vị nghĩ cái cửa đang đóng rồi có cái gì vô được không? Không có, phải không? Mà cái kiếp, cửa nghiệp nó mở tan quang à, thì bây giờ nghiệp nó vô hoài. Đã mà ngăn nghèo khổ không có, mà gặp ông chồng nhậu quậy, bà vợ đi quýnh tứ sắc, con xì ke ma tí, nó chịu đời nổi không? Quý vị nghĩ vậy gia đình này có yên được không? Phải không? Rõ ràng là như vậy. Rồi cái người người ta có phước đó, tôi nói quý vị đó, cái người mà thiếu phước rồi đó, tiền nó không có cánh thiệt, nhưng mà nó bay đi hết trơn, nó không ở nhà mình. Bạc không cánh đổi thay chẳng xiết, giàu bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Tới cái cảnh khổ mà đau không tiền uống thuốc nữa. Mà thiếu phước là lợi hốt thuốc nam đó, mà đi bộ lợi tới đó rồi đó, ta bắt số tới 150, 140 ngồi đó đợi nổi không? Cũng đi về không có thuốc uống nữa. Đó quý vị thấy cái người mà nó thiếu phước, nó tận cùng tới vậy đó. Rồi bây giờ đó, nghèo quá đi mướn, làm thê cũng bị thất nghiệp. Nó khổ lắm quý vị ơi. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này đó, tự mình thấy mình nghèo mà thiếu phước rồi đó, là rõ ràng trong cái hoàn cảnh này tự mình biết hơn ai chứ, phải không? Minh chứng điều này, Đức Phật nói rằng dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả mà kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả hưởng của đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân hiện tại. Vậy thì bây giờ mình nhìn mình biết kiếp trước mình làm gì rồi. Mà muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân hiện tại. Bây giờ thân nghiệp, đến đây để trả nghiệp, chết rồi đi theo nghiệp, coi mình làm cái gì nè quý vị à, phải không? Nghèo bạc vàng mà đạo đức chẳng nghèo thì quý lắm nha. Nghèo thiệt mà có tu, từ từ nó xây chuyển, từ cái nghiệp nó chuyển thành cái phước quý vị à. Mà nghèo không tu đó là từ từ nó đọa vào chốn khổ. Tại vì Đức Phật nói rằng trên thế gian này có bốn hạng người. Cái hạng người thứ nhất tức là từ trong bóng tối đi vào bóng tối. Cái hạng người thứ hai từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. Cái hạng người thứ ba từ ngoài ánh sáng mà đi vào bóng tối. Cái hạng người thứ tư từ ngoài ánh sáng mà đi ra ánh sáng. Đức Phật mới giải thích rằng cái người từ trong bóng tối đi vào bóng tối tức là cái người nghèo, thiếu phước, đang ở trong cái cảnh khổ đau vậy mà không biết tu làm ác nữa thì đi sâu vào bóng tối, tức là đọa vào chỗ thấp hèn cùng cực khổ đau, sau này phải mất thân người, chết phải đọa địa ngục, phải chuyển lưng trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dại dột, làm thú vào địa ngục để trả quả đó quý vị. Rồi cái hạng người thứ hai Phật nói từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, tức là nghèo không tiền không của, biết mình tạo nghiệp đời trước nó quá xấu rồi, có cái miếng đất mà để cỏ không, nhịn đói không có lúa ăn, có cái thân có cái tâm không biết tu nó khổ sở. Bây giờ nghe Phật pháp cái giác ngộ quy y cái tu hành, nó thay đổi cái vận mệnh của mình, từ cái nghiệp nó chuyển thành cái phước, từ cái khổ nó chuyển thành cái vui, từ cái nghèo nó chuyển thành cái giàu. Thì Phật nói cái hạng người này từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, cái này mình làm được hết trơn rồi quý vị à, làm được hết, phải không? Cái hạng người thứ ba từ ngoài ánh sáng đi vào bóng tối mà giàu quá, hưởng của thế gian, ăn xài trác tán phung phí tạo nghiệp, thì cái người này sẽ bị nghèo cùng cực, cuối cùng sẽ đọa vào trong địa ngục. Rồi từ ngoài ánh sáng đi ánh sáng tức là cái người này giàu, phước báo đầy đủ, nhưng mà người ta không có hưởng, người ta biết thế gian là tạm giả, xác thân vô thường, của cải là phù dân, con người sống trên đời dù gom góp cơm kỉnh, chết rồi nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu nón, chỉ có tội phước hơi còn. Chết rồi bỏ lại hết, đem theo cái tội cái phước thôi.
Đến nơi thẩm phán cửa son Diêm Đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xá đỏ, nhiều ngày thảm thê chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Như vậy thì giàu mà không có tu rồi đó thì chết phải bị đọa, mà giàu có tu chết thì đi về cái cõi Phật, phải không quý vị? Cho nên cái hàng này Đức Phật gọi là từ ngoài ánh sáng mà đi ra ánh sáng. Vậy thì bây giờ mình nhìn cái hoàn cảnh mình biết mình đang ở chỗ nào rồi. Một là ở trong bóng tối thì phải quyết định ra ánh sáng, chứ này tu mới được à, phải không? Mình có thân cũng có tâm mà tại sao mình không tu? Mình tưởng cái thân này đó là sung sướng lắm, nó sống lâu lắm, mạnh giỏi lắm, cứ cho nó ăn chơi trác tán tạo nghiệp nó khổ thêm quý vị à. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thu hùm sẽ thay. Cái thân mình có mặt trên cõi đời này đó là đến đây để trả nghiệp, là mang gông mang cùm chốn tù vốn thiệt cõi ta bà, tiên cảnh được về mới lánh xa, chúng sanh chìm đắm trong dòng khổ khuyến dạy bởi dương sắc ngọc tòa. Cho nên cái thân mình đến đây là cái người ở tù đó, ở trong cái cảnh khổ đó, đang lặn hụp trong biển luân hồi sanh tử đó, tử thần nó tới nó bắt không biết giờ nào. Vậy đó mà lo ăn, lo nhậu, lo làm ác, lo chơi bời trác tán, bất hiếu cha mẹ, câu Phật không niệm, một lại Phật không lại, một việc phước không làm. Tôi hỏi quý vị thấy sống trong cuộc đời đau khổ không? Phải không? Chết rồi buông bỏ tất cả, đâu có cái gì là của mình mà đem theo đâu. Chỉ có hai thứ, tiền đó nó cũng bội bạc, nó không chung thủy. Vàng cũng bội bạc không chung thủy, tài sản ruộng vườn nó cũng bội bạc không chung thủy. Mà cái hai cái chung thủy mà mình không chịu làm, một là tội hay là phước, phải không quý vị? Chết rồi đem theo hai cái tội và phước à. Mà quý vị nghĩ coi, trong cuộc đời này chúng ta không có giác ngộ, không có tu, làm gì có miếng phước đem theo, phải không? Nhiều khi mình sống đã khổ quá rồi mà cái khổ người khác lại tặng thêm cho mình nữa. Tại sao vậy? Vì mình đã nợ nghiệp bản thân mình tạo, mà tạo luôn cho người khác, cho nên người khác ta nặng nhẹ mình, người ta hà hiếp mình, người ta sỉ nhục mình. Tại sao người ta không sỉ nhục người khác mà người ta sỉ nhục mình, phải không? Đằng kia người ta rước con dâu về có phước, mình rước con dâu về nó chửi bà và chồng banh chành hết trơn, nó tụi vô phước quá, bà có làm miếng phước nào đâu mà vô phước, phải không? Cho nên gặp dâu nó hung dữ vậy, mà gặp được ghế ghế trả hiếu rồi đỡ, mà gặp ghế về nhà nó dậu quậy bán đất già vợ nữa. Rồi nghĩ sao quý vị? Đừng trách người khác mà tự trách mình, tại sao tiền kiếp không tu mà hiện kiếp lại không chịu tu đó quý vị, thấy không? Tôi kể quý vị nghe đó, mình có cái phước sanh ra làm người, mà làm người thôi nghe, chứ không phải làm tiên làm Phật gì đâu. Làm người sống ở thế gian này nè, phải cho ăn nè, cho mặc nè, cho ngủ nè, cho nghỉ nè, tắm rửa sạch sẽ nè, nhà ở nè, cung phụng đủ thứ vui, cái thân này nó mới chịu. Mà quý vị nghĩ cung phụng nó có phải tạo ác cung phụng không? Đó là tạo nghiệp không đó. Chúng ta đang có phước, chúng ta đang hưởng phước, mà chúng ta không tạo phước mà tạo nghiệp, thì cái phước mình nó hết, cái nghiệp nó tới là tanh bành hết trơn đó quý vị. Quý vị biết ở thành phố Hồ Chí Minh đó, cách đây trên dưới 20 năm, hai vợ chồng cái chị này hơn 40 tuổi à, giàu lắm quý vị, giàu vô cùng giàu luôn. Ông chồng đó thì làm giám đốc của công ty, bà vợ đó thì làm giám đốc ngân hàng, đứa con đó thì làm chủ cây xăng, đứa con đó làm chủ cái xưởng cưa gỗ quý. Quý vị nghĩ coi, tiền bạc đếm mà không hết. Vậy quý vị nghĩ cái người này tạo phước kiếp trước bao nhiêu quý vị? Cho nên bây giờ lên họ hưởng không có hết, nhưng mà do cái túi tham không đáy. Thầy nói biết sao đầy được túi tham, không ngăn không đáy, càng làm không kiên. Quý vị ra chợ coi, có cái túi nào mà không ngăn không đáy sao bán ai? Người ta đâu có mua. Nhưng mà Phật ví dụ cái người tham như cái túi không đáy vậy đó, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa, phải không? Xấu cũng dồn mà tốt cũng dồn. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mật dính dao, trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, chặt tay người ta lấy vàng đó quý vị, thấy không? Đâm người ta đó lấy vàng đó, thấy lấy tiền đó, thấy không? Nhắm mắt rồi đâu có mang theo, chết rồi đâu có làm theo mang theo. Tham tiền tài thường dướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, lúc tận số hết phước rồi, nằm trơ một xác, nằm trơ trơ đó, gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Đó quý vị thấy không? Giàu làm ác kinh khủng không? Đó.
Cho nên chúng ta quan trọng nhất là làm người trên thế gian này, chúng ta hiểu rõ cái thân này là cái gì. Cái thân của mình đó, tại mình thấy mình quý o bế sửa sang dồi mài cạo gọt vậy đó, chứ bốn chất đất dưới nước nó dơ lắm quý vị ơi, gió lửa không có cái gì của mình hết trơn, phải không? Tài sản tiền của này nó cũng không phải của mình nữa. Đó, tài sản ngũ gia tuy ngã hữu mà thân quy tứ đại bổn giai không. Tức là tài sản này Phật nói là của năm nhà, tức là nhà lửa cháy, nhà lục lội nước cuốn trôi, nhà con vợ phá tán, rồi nhà xung vào công quỷ và già giặc cướp. Đâu quý vị thấy không? Ở miền ngoài của ta, của người ta miền Trung đó, hoặc là Thái Lan, Miến Điện, Myanmar, Trung Quốc, nhiều tài sản kinh khủng lắm. Mà ngạc có một cái nước nó ngập lên tới nóc nhà rồi còn đâu xài quý vị. Lên nóc nhà ngồi mà còn chờ chết đó, lúc đó vẫn đói. Tại vì Phật nói rồi, tức là của nhà lục lậu thì lục lậu, mà nhà lửa cháy nó cháy đâu đũa còn không còn ăn cơm nữa. Thân quy tứ đại bổn giai không. Cái thân này là bốn chất đất nước gió lửa chứ không, nó không phải của mình. Mình o bế sửa sang dồi mài cạo gọt, muốn nó không bệnh mà nó có khi nào không bệnh không? Có ai muốn mình bệnh không? Nhưng mà nghiệp phải bệnh thôi. Không muốn nó già nhưng mà nó già, phải không? Không muốn nó chết nhưng mà nó chết. Nhưng mà chết rồi khi sống trên đời này không làm việc thiện, không tu, không tạo phước, vô cùng khổ sở. Cho nên vợ chồng giàu vậy đó, con cái tài sản tiền điếm không hết, nhưng mà lòng tham không đáy quý vị. Cái ở dưới nhà có cái tầng trệt gì nè, thường thường á vợ chồng làm gì ngủ ở trên lầu không hả, ăn trên ngồi trước. Cái hôm nọ ngủ không được sao không biết, mới đi xuống, cái gặp cái chị này đó, người ta cũng nghèo, người ta lợi ở dưới cái tầng trệt mình đó, người ta bán nhờ hột vịt lộn, người ta nuôi mấy đứa con cũng sống qua ngày được. Cái chị thấy sao bạn đêm vậy mà bán trăm mấy hai trăm cái hột vịt lộn, vậy thì thôi, người ta bán nhờ mình mà còn được, thôi bây giờ mình đuổi người ta không cho người ta bán, mình lợi mình bán kiếm tiền thêm. Mà quý vị nghĩ nhà vậy cần tiền làm gì nữa, mà ngặt cái lòng tham, phải không? Chúng sanh khổ bởi tham cầu, cầu mà không được thì khổ sầu nó tăng thêm. Đó quý vị thấy không, đuổi bà kia không cho bà bán, mà không cho bà bán là lấy gì nuôi chồng nuôi con, bà khổ trần ai vậy? Người ta có cái nồi cơm úp lại luôn, mua ghế mua bàn mua hột vịt về bán, trăm mấy hai trăm ba trăm hột bán riết đắt quá quý vị. Bán được ba năm rồi bắt đầu cái phước nó hết, có nhiều phước xài hết trơn rồi, chưa từng bố thí ai đồng xu cắt bạc, mà bây giờ đang hưởng phước mà bây giờ đốt cái phước của mình. Tự nhiên cái xưởng cây quý của đương gái đó nó phát quả nó cháy, mà quý vị biết nó cháy rồi, nó cháy luôn nguyên hai cái dãy nhà của anh ta, thường nổi không quý vị? Nhà ở thành phố thường nổi không? Đó, ông chồng phải phát mãi cái công ty đắp vô không đủ, đứa con phát mãi cây xăng vô không đủ, gái bán nhà vô không đủ, bà vợ vay ngân hàng 20 tỷ đắp vô không đủ, bắt bỏ tù. Ngồi trong tù được 3 năm, không có ngủ nệm, không có ăn sang mặc đẹp, mà toàn là bắt đi mần cỏ ăn rau với muối không, để quý vị chịu nổi không? Phải không? Rồi riết ở trong đó 3 năm bắt đầu bệnh ung thư nó tới nữa, sắp sửa chết, rồi than trời trách đất. Đóng ngoặc cái câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng làm con người trên thế gian này đó là tự mình hại mình chứ không có ai hại mình hết trơn á. Chứ đừng có trách người khác tại sao ghét mình, tại sao nặng nhẹ mình, tại sao không thương mình, mà mình không nhìn lại mình của mình đang làm cái gì, phải không quý vị? Nếu quý vị có tu, có hiền lành, có hiếu thảo cha mẹ, có từ hiền từ với con cái sớm riền, có ai ghét mình không quý vị? Đó, cho nên bây giờ đó, khổ hay vui đó là cái nhân nào mình gieo là mình rõ biết hết trơn rồi. Rõ biết hết trơn rồi. Tôi nói cái nghiệp mà nó tới rồi đó, mà nó đến rồi đó, quý vị có chạy chạy cũng không khỏi nữa. Tại vì nhân đã gieo nó thành quả rồi. Chủng qua quần đắc qua, chủng đậu quần đắc đậu à. Trồng dưa hướng dưa mà trồng đậu hướng đậu. Làm ác thì ác nó tới, mà làm thiện thì thiện nó tới. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, mà cao phi diễn tẩu giả lang tàn. Dầu làm thiện hay làm ác, đến cái đường cùng của nó cũng gặp nhau, cao bay xa chạy không được. Dầu thời gian nó trải qua vô lượng kiếp, trăm ngàn kiếp,
nhưng mà gặp nhau phải trả. Phật nói giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời mà quả báo quần tự thọ. Ví dụ như cái nghiệp đã tạo ra 100.000 kiếp rồi mà nó đủ nhân duyên thì nó sẽ đền trả lại quý vị ơi, chạy không khỏi. Dầu bay cao vút lên trời, lặn sâu xuống biển, trốn thời đặng đâu, cho dù chui tận hang sâu cũng không thoát khỏi khổ sầu đã gieo. Phải không? Gieo rồi mà nếu quý vị gieo cái nhân phước á thì cái phước nó tới nó hạnh phúc lắm, phải không? Mà gieo cái nhân ác thì cái ác, tức là cái nghiệp, nó tới đau khổ. Vậy thì bây giờ mình nhìn ngay lại cái cuộc sống hiện tại của mình, mình biết mình đang gieo cái nhân gì. Nếu gieo cái nhân phước thì tiếp tục làm phước nữa để chúng ta sống trong phước. Nếu gieo cái nhân nghiệp nghèo khổ bệnh tật, tiếp tục cố gắng tu hành niệm Phật, đi làm từ thiện, tạo phước thì phước nó tăng lên, lúc đó mình hết khổ. Tại sao vậy? Tích thiện thiên báo chi dĩ phước, tích bất thiện thiên báo chi dĩ quả. Tức là làm thiện làm lành thì trời ban phước, mà làm ác thì sẽ bị giáng quả. Quá công chí thiện cầm cân, công bình thưởng phạt, thứ dân nào tường. Tôi nói quý vị nghe đó, nếu là cái phước của mình, đố ai lại giật được? Không có ông nào giành được, không có bà nào giật được, dầu ăn trộm có rình cũng lấy không được. Tại vì sao? Vì cái phước của mình nó tự đến với mình, có tạo tức là có hưởng, phải không? Tôi nói có hai vợ chồng anh cư sĩ này nè, cũng làm đủ ăn như mình thôi. Hôm nọ anh ra ngoài ruộng, cái anh đào cái bờ đê đó, sau đó nó trúng cái hũ vàng đi. Nhưng mà lên coi mở nắp ra thấy vàng không, đâu thèm đem về, đậy chôn lại. Tới chừng trở về nhà, bà vợ mới nói sau nay làm về tối vậy. Thôi tôi nói cho bà nghe nè, tôi đào cái bờ đê đó gặp nguyên một cái hũ vàng. Bà vợ mới nói: Tèn ơi sao ngu vậy, sao không đem về? Ông nói: Ôi trời cho mình thì đem vô tới nhà cho mình, mắc mớ gì tôi khiêng chỉ cho nó cực. Quý vị thấy ông tự tin vậy không? Hai thằng ăn trộm, nó rình ăn trộm heo, nó vô bánh rồi, ai bắt heo chỉ cho nó cực, phải không? Thôi nó trở ra ngay chân cái chỗ ông chồng chỉ bà vợ đó, đào lên nguyên cái hũ, khoái qua mở nắp ra, rắn hổ nó được cắn chạy gần chết. Hai thằng nó tức quá, nó nói: Ông nội mày cũng chết nữa, rắn hổ mà mày dám gạt tao, mày nói vàng chút xíu nữa tao bị cắn chết rồi. Lùa bắt rắn, đè bắt rắn, nhốt trở lại. Tối hai thằng nó rình rình, vợ chồng ngủ ngon, nó đem bỏ đít giường, nó rình coi, nó cười hú hí: Chiếc này thử coi vợ chồng mày được vàng hay được cái gì. Tới chừng khuya sáng, bà vợ bà thức dậy được cúng, giật mình thức dậy cái bà thò cái chân xuống, cái bà đạp xuống cái hũ. Bà nói: Tràng ơi cái hũ đâu đây vậy? Cái ông chồng lầm cầm ông dễ: Đây nè cái hũ vàng đây nè. Hầu chiều ở ngoài ruộng, tôi nói bà thấy không, cái phước của mình trời cho mình đem tới nhà cho mình đó, bà thấy không, đem tới nhà. Hai thằng ăn trộm cười hú kích, nó nói dở đi rồi, vàng của mình, ông nội mình cũng chết nữa mình ơi, chuyến này tiêu rồi. Nhưng mà cuối cùng khui cái nắp ra thì sao quý vị? Vàng ống ánh, hai thằng bỏ chạy, nó điên luôn, nó không biết gì. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng cái người mà tạo nghiệp đó, dù là vàng nhưng mà họ thấy rắn, họ đâu có đủ phước để hưởng quý vị. Nhưng mà cái người họ tạo phước rồi, cái phước của họ để họ hưởng rồi, thì dở ra là gặp vàng. Cho nên quý vị nghĩ trong cuộc đời mình đó, bây giờ mình cứ gian, cứ giái, cứ cầu, cứ khẩn hoài, mà có đi làm từ thiện chưa? Có niệm câu Phật nào chưa? Có lạy Phật chưa? Phải không? Niệm Phật một câu là phước sanh vô lượng, mà lạy Phật một lạy là tội diệt hà sa, phải không? Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện, lòng liền phát tâm. Bây giờ ai muốn mình có phước đức nhân duyên, bây giờ phát tâm theo Phật tu đi, tự nhiên nó phát ra cái phước từ đó về sau, mà ngang nó có thay đổi đó quý vị, phải không? Tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn, phước đức quý hơn bạc vàng. Tại sao Phật nói phước đức quý hơn bạc vàng? Vàng bạc lưu ly hổ phách mã não xà cừ xích châu là bảy báo cực lạc, mà nó không bằng cái phước. Tại sao vậy? Vì con người không có phước là khổ, con người không phước là mang không được, con người không có phước là bệnh tật, con người không có phước là chết, con người không có phước là đọa vào địa ngục, phải không quý vị?
Quý vị nghĩ coi cái người ta chết là sao biết không? Người ta nói đau, bệnh, xe cán, đủ thứ hết trơn. Nhưng mà Phật nói, thầy nói là mãn phước đó quý vị à. Chốn âm ti ngưu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh xá dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ học. Cái người nào sống mà mãn phước là ngu đầu mã diện, nó tới nó hốt, phải không? Nó bẻ họng quý vị nghĩ thử coi, chụp cái cần cổ mà nó bẻ ngang, các tôi nghe cái rớp cái là rầu xong. Mà quý vị cứ tu đi, cứ niệm Phật đi, cứ lại Phật đi, cứ quy y Phật khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng khỏi đọa súc sanh. Nghèo bạc vàng mà đạo đức không nghèo, giàu rồi mà phát tâm tu nữa, thì chúng ta sống trong cái phước không? Phải không? Mà dầu chúng ta có sống trong cái phước đó, lỡ chúng ta có mất đi chăng nữa thì phước nhiều tiên cảnh lên rài. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Mà cái phước mà cho người ta giúp người đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận, hay hơn bạc vàng, nghĩa là thi ân bắt cầu báo, thì cái phước này gọi là cái phước vô lậu. Đó là cái công đức để chúng ta về cõi Phật. Cho nên Phật nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Cái người tu đó không thể dùng rất ít cái nhân duyên phước đức lành mà về cõi Phật được, phải không? Cho nên cái người tu, cái người hổng tu, muốn an vui, muốn hạnh phúc, muốn về cõi trời, thoát địa ngục, muốn về cõi Phật, nhất định phải ăn chay, phải cúng lại, phải niệm Phật, phải tránh ác, phải làm phước đó quý vị à, phải không? Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Cái đất nước người ta trọng người tài, nhưng mà đối với đạo là trọng cái người có phước. Mà quý vị nghĩ đi, cái người có phước đi tới đâu đó là nó cũng có giá trị đó. Mà cái phước này không phải từ ở trên trời rơi xuống, không phải từ dưới đất chui lên, không phải người khác đem ban tặng cho mình, mà tự mình làm nó mới có quý vị à. Cho nên có một lần Đức Phật nói rằng, tuy rằng Thế Tôn tu chứng đắc tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông, thiên biến vạn hóa, không có cái gì Thế Tôn làm không được, nhưng có ba thứ mà Thế Tôn làm không được. Ba thứ đó thứ gì biết không quý vị? Thứ nhất là Thế Tôn không thể thay đổi nhân quả. Tức là dầu Ngài có từ bi có hỷ xả thế nào, mà quý vị tạo nhân ác nhất định phải đọa địa ngục. Thế Tôn không có thay đổi được. Cái thứ hai là phước không thể cho. Phật thì đâu có thiếu phước, phải không? Mà chúng sanh thiếu phước Phật đâu có cho được, mà chỉ chúng sanh cái cách làm phước để chúng sanh hưởng phước. Cái thứ ba là huệ không thể ban tặng. Cho nên như vậy thì quý vị thấy rõ ràng đó, Đức Phật nói rằng rất rõ là chỉ cái con đường cho chúng ta sống trong cái cuộc đời an lạc an lành. Cái phước này tự mình làm, mà làm rồi bây giờ không hưởng thì kiếp sau hưởng, kiếp sau không hưởng thì vô lượng kiếp sẽ hưởng. Quý vị nhớ cái câu chuyện thời Đức Phật còn trụ thế đó, thì ông vua Ba Tư Nạc này đó, ông có hai người con, nhưng mà cái cô con gái út đó là Nhật Quang công chúa. Tại sao đặt là Nhật Quang công chúa? Vì cái cô công chúa này đó rất thông minh, rất đẹp, sáng suốt, nhìn cái gương mặt cũng như mặt trời vậy đó. Đó, cho nên hôm nọ đó, khi mà hội quần chúng lại đó, thì vua Ba Tư Nạc mới nói rằng: này Nhật Quang công chúa, con có biết không, con được làm công chúa, con của ta và hoàng hậu là do ta ban cái phước cho con đó. Ý là ông vua Ba Tư Nạc ông nói rằng đó, là Nhật Quang công chúa mà được hưởng cái phước báo của triều đình là do ông ban cái phước cho. Nhật Quang công chúa nói: muôn tâu phụ vương, theo con nghĩ lời Phật dạy, phụ vương mẫu hậu tạo con ra, sanh con ra, nhưng mà cái phước này tự con tạo con mới được hưởng. Dù ông nghe vậy ông tức tối quý vị. Con mình nó làm bỉ mặt trước quần chúng bãi triều, cho vị quan cận thần, Nhật Quang công chúa nói như vậy, nhà ngươi ra kiếp cho ta một tên ăn mày, ta gả cho Nhật Quang công chúa cho tên ăn mày thử coi có phước mà hưởng không. Nhè cái ông ăn mày vô tình ông cũng tới liền quý vị. Mới đi khất thực ngang chụp ông ăn mày vô, nó dạ tôi xin cho, không cho thôi chứ
nó không vô đây nhà vua có công chuyện. Cái nói thôi bây giờ ta gả Nhược Quang cho công chúa cho nhà ngươi. Vua ban đâu có dám cãi. Thì thôi công chúa ôm đồ đi theo ăn mày. Rồi đi đó về nhà công chúa mới hỏi, tại sao mà anh lại là cái người khất sĩ đi ăn xin? Có nhà có cửa có cha có mẹ gì không? Nó dạ tôi cũng có. Có cha có mẹ. Nhưng mà sở dĩ đó tôi cũng hưởng cái phước báo của cha mẹ dành đầy đủ hết trơn. Nhưng mà tôi đâu có tạo phước nữa. Tôi cờ bạc, tôi trác tán, tôi ăn chơi, tôi theo bè bạn, rồi tài sản nhà cửa bán hết trơn. Người hỏi gì? Nhược Quang công chúa hỏi còn cái gì nữa không? Còn có một khu đất mà nó gò ngỗng không bán, không có ai mua hết trơn. Nhược Quang công chúa nói thôi, bây giờ về nhà đó tôi với chàng cố gắng lo làm ăn thì mình sẽ khấm khá lên. Rồi đó mới dắt Nhật Quang công chúa về. Về đó rồi mới có đào lên gặp ba cái hũ vàng. Ba cái hũ vàng mà lật ra trong đó gặp miếng giấy: nếu con trụ hình làm ăn, đây là tài sản của con. Biết con mình nó không làm ăn mà chôn vậy mà không chỉ đó. Cuối cùng ba cái hũ vàng đó đem bán ra, cất nhà tẩu ruộng, rồi thuê gia đình người hầu, đủ hết trơn quý vị. Cái vua Ba Tư Nạc lúc đó, Nhật Quang công chúa gái út gái cưng mà nhớ quá, nhớ chịu không nổi, lén lén cho là thám thính coi sao. Bây giờ đó là đặc công thám thính ta về, ta báo là Nhật Quang công chúa vào, ổng đâu có tin. Đó ổng với hoàng hậu mới đi tới. Đi tới thì thấy cái cảnh y rang như vậy. Lúc đó ổng mới rước công chúa về nhà. Thì từ đó tới sau ổng mới tin là cái lời Phật dạy là đúng. Mà câu chuyện trên quý vị thấy đúng không? Đúng rang phải không? Tức là cái phước mà Nhật Quang công chúa đã tạo rồi thì nhất định phải hưởng. Dầu là đưa ra gã ăn mày thì cũng sẽ hưởng được cái phước đó mà giàu. Cho nên trong thế gian này, nếu quý vị tin tưởng lời của Đức Phật khi xưa và lời của Đức Thầy hiện nay, chúng ta may mắn sanh ra giàu có rồi, chúng ta đừng có thụ hưởng nó hết cái phước sau này khổ quý vị. Rồi lỡ tiền kiếp chúng ta tạo cái nhân thiếu phước, bỏng sản ích kỷ nó nghèo, bây giờ chúng ta thay đổi cái nhân đó để chúng ta trở lại an vui hạnh phúc. Thì trong cuộc đời này tự mình làm mình khổ hay tự mình làm mình an vui là do mình tạo. Cho nên Đức Phật chỉ dẫn mình trong Kinh Pháp Cú nói, Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên, tâm mê tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Cho nên quý vị thấy đó, mình làm cái việc ác rồi cái khổ nó tới bên mình liền à, phải không? Cho nên mình phải đổi cái việc ác lại làm việc thiện. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như hình với bóng vui liền theo sau. Đó là bài Kinh Pháp Phú thứ hai. Như vậy thì có một lần Đức Thầy chúng ta nè, Ngài dân du thuyết pháp 107 lần, khi Ngài trở về tại Kiến An, cái làng Hòa Hảo đó, Ngài tuyên bố rằng ngay lúc này chúng sanh làm phước hưởng tại đây, chúng sanh tạo nghiệp trả tại đây, chúng sanh tu hành nhồi quả tại đây, phải không? Đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Ai không tin đó mà nghèo khổ sở quá, về chiếc này phát tâm tu đi, tối cúng lại niệm Phật đi, sắp xếp thì giờ làm một ít việc thiện đi, phát tâm trường chay, phát tâm tránh ác, phát tâm làm thiện, tự nhiên thiện nó tới cái mình an vui hạnh phúc rồi quý vị à, phải không? Trong cuộc đời này mình đừng quan trọng tới cái việc nghèo giàu, sống lâu hay sống mau, nghèo hay giàu, phước và nghiệp mình tạo. Nhưng mà khi bỏ cái xác này mới là vấn đề quan trọng. Đức Phật nói rằng muốn biết mình thành cái gì thì bây giờ coi mình làm cái gì, phải không? Tôi nói quý vị nghe đó, bây giờ mà không chịu tu coi chừng tu không kịp. Tại sao vậy? Vì thời kỳ nó gấp rút quá hả? Phải không? Năm nay là năm gì? Năm Mão, tức là năm mèo rồi. Mèo lui rồng tới bay dơ dẫn, thế giới chiến tranh nổ khắp bùng. Coi chừng à, năm con mèo mà nó hết, nó tới năm rồng đấy á, gầy cẩn à. Bây giờ thế giới đó, phải không, nó chuẩn bị rồi đó, nó bắt phe bắt tay với nhau ở trơn đó. Mà nó chịu bấm nút cái mình chịu nổi không?
thiên cơ biến đổi can qua khắp trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chiên cần chúng sanh còn có lập thân hội này à. Tức là một cơ hội sau cùng, mà cơ hội sau cùng đây là nó mỏng lắm rồi, nó không phải còn nhiều để cho mình hưởng nữa đâu. Không phải, phải không? Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Khuyên trong lê thứ trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Bây giờ ráng tu đi, sau này ông Phật cũng cứu, chứ không tu là thôi, bành xác đó. Còn một cuộc của kèo xa dách, người không tu sạch bách không còn. Mình không có tu là nó lăn o, không có còn đâu. Hổ lang thì ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy, sau này đa đoan. Ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường, nó bắt xé tan xác hồn. Không tu là gặp vậy đó, phải không? Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi rắn rít có vui đâu là. Rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chưa cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Bây giờ quý vị phát tâm ăn chay đi. Ai chưa, chúng ta quy y, chúng ta phát tâm ăn chay, chúng ta niệm Phật, chúng ta cúng lại đi. Tức là con của ông Phật à. Tây phương thọ ký thì diêm phù xó thên. Bây giờ con của ông Phật rồi. Ông Tần Quảng Dương ông không có cần theo dõi mình nữa. Vậy thì có chư thần gia hộ che chở cho mình. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Bây giờ mà không tu coi chừng tu không kịp, phải không? Bây giờ đó, không những chiến tranh giặc giả nó sắp sửa nổ bùng, rồi bây giờ bệnh dịch nó đang quay trở lại, mà nó quay trở lại coi chừng nó gắt và nó nặng hơn chiến trước nữa quý vị à. Hầu trước người ta hốt đi hết mớ rồi, mà mình còn ở đây là còn cái phước. Mà bây giờ biết cái phước mình nó tận chưa, phải không? Mình phải ráng tu để mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Tu liền, tu mau tu lẹ, chứ đừng có để chết đến rồi mà mình tu không kịp. Bây giờ khuyên niệm Phật, chưa tu chưa có được, còn khổ, nhà còn rách, con chưa gả, cha mẹ chưa có lo xong, mà tới chừng chờ xong rồi chết rồi lấy gì tu quý vị. Khuyên niệm Phật thì than rằng chưa rảnh, nhưng mà lúc bắt hồn mang việc cũng đi, cái thằng ơi lúa chưa làm, thôi ông nương nương lại tôi làm lúa, mà đâu có tử thần nó tới là nó hốt, phải không quý vị? Cho nên cái giai đoạn này là giai đoạn bệnh dịch mà nó quay trở lại nữa, coi chừng trong đó có mình mà không yên. Mà chưa tu rồi đó quý vị biết rồi đó, phải không? Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng, hai đường tỏ rõ. Nó vậy đó à, mình nhắm mắt cái là nó dẫn xuống tới dưới liền đó. Cho nên quý vị thấy rằng đó, đây là cái cảnh sống buồn phiền khổ sở tạm giả. Đức Thầy cho biết là ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết quan khiên báo đền, thiều quan thấm thoát giường tên, mắt dòng sanh tử có bền đặng đâu. Mình đang vướng vào cái con đường sanh tử nè. Bữa nay mạnh mà chiều về biết nó mạnh không? Đêm nay sống mà ngủ sáng biết nó còn sống không? Phải không? Chi bằng theo học đạo màu, quy y theo Phật tu đi. Sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên, tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiền trói thân, tính xong món nợ lần khân, thoát dòng cương tỏ, pháp thân nhẹ nhàng. Ráng tu cho nó dứt nghiệp nhiều đời. Thoát dòng cương tỏ tức là ra ngoài cái dòng lưỡi hái của tử thần. Cương là nhợ dây mà tỏ là cái khóa mồm. Quý vị thấy con ngựa mà nó bị cương tỏ là nó bị dẫn đi hoài. Mà mình bây giờ là luân hồi trong lục đạo, phải không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tức là tam ác đạo, nhân thiên A-tu-la là tam thiện đạo. Đó quý vị thấy rõ ràng. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Mình đâu có tin có địa ngục đâu, phải không? Cho nên chính vì vậy tất cả các việc ác chúng ta đều làm, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng đến tội bị giam bị cầm. Có người nói nhân quả rõ ràng cho nghe để giác ngộ tu hành, nhưng mà mình không tu, phải không? Đó. Cho nên đó, từ cái chỗ đó mà chúng ta đọa sâu vào chốn khổ đó. Chẳng tin Phật chừng lâm quả khổ, bừng tỉnh ra đã bỏ xác rồi, kế liền bị nghiệp cuốn lôi, dễ đâu biết được tiền đời ra sao. Làm ác coi chừng đó, bệnh nó tới rồi đó quý vị à. Thầy nói sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ôi, hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó đổi thung dung. Người bảo ác là không toàn tánh mạng nha.
làm ác là Phật thần không có che chở, mà chết rồi đó là coi chừng phải đọa địa ngục à, phải không quý vị? Ghê gợn lắm. Thầy nói người bạo ác là không toàn tánh mạng. Từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ, vợ kia xa chồng. Quý vị thấy không? Để chừng đến việc ngóng trông trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Nay ông Phật không từ bi gì mà ông cứu ai không, ông không cứu tôi. Tại vì Phật cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nó vậy đó quý vị à. Cho nên bây giờ chúng ta cố gắng, nếu ai chưa tu thì chúng ta cố gắng tu. Chúng ta tạo cái phước cho mình, tạo cái phước cho gia đình mình, tạo cái phước cho nhân loại chúng sanh, thì cũng như cá gặp nước mà sống trong vòng an vui hạnh phúc. Để sau này cái việc nó tới rồi đó, chiến tranh mà nó nổ bùng rồi đó, bệnh dịch mà nó lan tràn tới đó, nước dân lũ lụt, chiến tranh giặc giả, ác thú dãy đầy, yêu tinh cấu xé, lúc đó tu không được à quý vị à. Lúc đó chạy chết không à, phải không? Cha nọ bồng con vợ khóc òa, tan nát sớm ghiền khổ dữ a, nhà không kẻ ở, ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Mình không tin mới gặp cái chuyện đau đớn vậy nè. Lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắc hàm gặp gồng mây, hãy ráng nghe lời ta mách trước mà không dình đạo đức phải phơi thay. Phải không? Mình muốn thoát khỏi cái cảnh đó, muốn khỏi cái cảnh đồ lao địa ngục, thì thầy nói đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí gì trai giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chiên chở lúc can qua. Can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta, chốn hẹn hò tiên cảnh Phật đài, xem rực rỡ hoàng cầu đến đó ấm cùng no. Quý vị thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Hạnh phúc cho chẳng bắt ta lên đò. Cho nên muốn được cái hạnh phúc đó, ngay giờ vời phút này tôi nói thiệt nha, bà con ai chưa tu mình tu liền đi quý vị ơi. Đừng có trì, có trệ, đừng có hứa nữa. Mình hứa hứa hoài, để tháng sau tu mà tháng này nó chết quý vị à. Vô thường không đợi, mà thời gian không chờ. Cái chuyện thế gian này là con người chết chóc sanh tử luân hồi là biết bao nhiêu mà nói rồi, phải không? Bây giờ sống cũng nhờ phước, an vui nhờ phước, hạnh phúc nhờ phước, thành tiên thành Phật cũng nhờ phước. Vậy thì chúng ta cố gắng tu để tạo cái phước. Tôi kể cho quý vị nghe đó, cái người này đó là đã biết trước, cho biết trước chết mà không chịu tu, cuối cùng phải chết. Vào thời kỳ của Đức Phật đó, con Bá Hộ này ông giàu lắm, nhưng mà ông có một đứa con trai cưng dữ lắm quý vị à, người ta kêu cưng như trứng mỏng đó. Như vậy thì đứa con trai này, ông muốn cho nó ăn học, cho có công danh sự nghiệp, trạng nguyên về làng, mà cưng đến nỗi đó rước thầy giỏi về nhà dạy, chứ không cho con đi tới trường đó, sợ con nó mệt. Cây rước con bắt đầu thầy về dạy, cái con nó giỏi rồi, nó lớn lên bắt đầu nó giỏi, chuẩn bị khoa bảng để thi cử. Cây ông mới suy nghĩ, ông nói mời mấy ông thiền sư đại đức á, tu lâu năm lợi mà chúc cho nó một câu là cái phước đức nó vô lượng, cái nó đi thi đậu à. Cây rước ông thiền sư lại, ông thiền sư ông nhìn ông nói thôi cho con ông đi tu đi. Trời ơi, tôi kêu ông lợi đó là ông chúc tụng cho nó có phước nó thi đậu, nhưng tôi thiếu thốn gì mà ông kêu con tôi đi tu. Cái ông nói tôi nói ông không nghe, con ông chết ráng chịu, đuổi ông thiền sư đi, đuổi ông thiền sư đi, cái rước ông thiền sư khác. Lợi cái ông thiền sư coi đó, thôi đừng cho nó thi, cho nó con nó, con ông đi tu đi, không đi tu chết thiệt à. Tức quá đuổi, đuổi luôn quý vị. Rồi cái đưa con mình đó cho là người đệ tử đó, đưa con mình đi thi, thi xong rồi là đậu trạng nguyên liền, viết thơ gửi về gia đình, chuẩn bị lo tiệc tùng mời quan trên quan dưới làng xóm lợi chúc mừng quan trạng. Quý vị biết sao không? Lo chúc mừng quan trạng đậu trạng rồi, trạng ăn nhậu đã, trạng đi không nổi, bắt gia đình nó cổng té đập đầu chết queo, chết luôn. Đó, gia đình về báo cho hay là quan trạng bị té chết rồi. Ông nghe ông giật mình, tàn ngồi ông khổ thê thảm luôn quý vị. Ông khóc rống lên tới chừng đem con về, ông mới suy nghĩ. Ông mới nói vậy là hai ông thiền sư ông nào cũng nói trúng hết trơn. Nếu cho nó tu thì nó sống, mà cho nó đi thi thì nó chết. Bắt đầu đi rước hai ông về hỏi. Hai ông thiền sư nói con ông tôi đã nhìn mặt tôi biết nó hết phước rồi, nó mãn phước thì tử thần phải dẫn nó đi,
mà đi thi có đậu nó cũng chết. Cho nên tôi kêu đó, ông cho con ông tu đi để nó tăng cái phước lên nó sống. Mà ông không cho thì bây giờ chết rồi thì thôi chứ còn gì nữa. Thì qua cái câu chuyện trên chúng ta thấy rằng bây giờ mình muốn sống lâu, mình muốn an vui, mình muốn hạnh phúc, mình muốn con cháu cháu hiếu thảo, muốn làm cái gì được cái nấy. Mạng việc lành không làm mà quý vị nghĩ cầu khẩn phước nó tới không? Nó đâu có tới, phải không? Cho nên bây giờ quý vị quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đi. Quy Phật khỏi đọa địa ngục, quy Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy Tăng khỏi đọa súc sanh, rồi ăn chay niệm Phật, cúng lại làm lành lánh dữ, bố thí giúp đời. Mà thật tâm làm vậy thì cái phước nó tới ào ào, thì gia đình an vui hạnh phúc. Vậy đó, không những an vui hạnh phúc thế gian mà chết rồi thì sao? Thì được về Phật, phải không? Đó. Cho nên Đức Thầy cho biết rằng, vẫn biết rằng ở trong đời ai cũng phải lo thân. Trong đời này tôi cùng quý vị ai không lo thân? Có cái thân này phải lo. Nhưng người hiểu đạo biết rõ cái thân của mình, tạm mượn trong một thời gian để học hỏi, nên lo vừa chừng, chẳng có ích kỷ, vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ xác ta có cái khác. Tức là mình lo làm ăn mình cũng phải lo tu, phải không? Để tạo cái phước. Chừng bỏ cái xác này thì mình có cái xác khác, tức là Phật đã thọ ký cho mình đắc đạo. Lúc đó đó chúng ta có cái thân bằng na la diên, có 32 tướng hảo, có 80 nét đẹp. Cái thân này bằng vàng rồng, cái thân này là liễu đạo thoát khỏi sanh tử, là do công tu. Phá ngũ quẩn rất lần tham ái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh, phải không? Lúc này có thân bằng vàng rồi. Còn người không hiểu đạo là như mình nè, khuyên hoài không chịu tu, đó, bo bo giữ nói nó bằng lối ích kỷ mê lầm, muốn cho nó được vĩnh viễn trường tồn, mình muốn cái thân này nó sống hoài vĩnh viễn trường tồn. Nhưng kịp đến khi tử thần gõ cửa, số vô thường đã tới, sanh ra muôn ngàn kinh hải, rất triếu mến cõi đời cửa nhà con vợ, mà không làm sao sống được. Lúc đó kẻ phùng mang trợn mắt, chắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giật mình, kêu than thảm thiết, thử hỏi khổ sở biết dường nào. Quý vị thấy không? Chồng chết thì vợ con nó khóc, vợ chết thì chồng con nó khóc, ông bà chết thì con cháu nó khóc, cha mẹ chết thì con rơi nước mắt, con chết thì cháu chắc khóc ròng, vợ thì trang chứa vì chồng, chồng thì vì vợ, đâu dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thủy, bốn biển to đem dí không bằng, sanh ly tử biệt vô ngần, dây quan đáng sợ mà nợ trần đáng ghê. Thấy không? Tại mình không tu. Vạn sự bởi ma mê dẫn lối, muôn việc do quỷ tối cầm đầu, giác xong mê nọ còn đâu ngộ, rồi tối ấy bị thâu mất liền. Tại mình mê mình không có tu, cho nên tử thần nó xỏ mũi nó dẫn đi hoài. Bây giờ giác ngộ đi đi. Giác ngộ mình tu cũng như Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa vậy đó, ngày thâu thần tịch diệt về Phật hào quang sáng rực, chứ không phải như mình mà tử thần nó tới lận cổ đó mẹ, phải không? Đó. Cho nên chúng ta ráng sống theo khuôn khổ nhà Phật, chúng ta ráng tu hành. Tôi kể quý vị nghe cái người mà sắp sửa chết mà tôi tu phước bắt đầu người ta lại sống lâu. Tức là cái câu chuyện nữa, sư ngôn đó hết giờ, cái câu chuyện ngắn nữa. Năm đầu chính đức đó, thời vua Minh Vũ Tông, tức là ở Hà Nam cái đời nhà Thanh đó, có hai vợ chồng ông Dương Thiện. Mà hai vợ chồng 40 tuổi mà không có đứa con, giàu kinh khủng luôn, tài sản không thiếu thứ gì. Tại anh là một nhà thương buôn. Cái hôm nọ anh đi buôn ngang cái xứ Từ Châu đó, gặp cái ông chim tinh gia. Cái ông nói tôi nhìn anh đó là biết là cái người giàu sang phú quý mà không có con. Nói trúng cái ông giật mình. Vậy đó mà chỉ vài ngày nữa là anh chết. Hết hồn không quý vị? Tự nhiên ông chim tinh gia mà nổi tiếng mà ông nói vậy, quý vị hết hồn không? Mà ai cũng tin ông này là thần thánh hết trơn. Nói đâu trúng đó. Cái anh Dương Thiện này, anh nghe nói anh sợ quá, thôi quay trở về không có đi buôn nữa, về nhà sống với vợ, rồi chừng nào nó chết cũng không có chết xứ người. Nhưng mà có một cái, khi anh quay trở về, trời mưa bão đùng ngầm rồi, đò nó đâu có đưa. Anh ghé nhà trọ anh nghỉ, nghĩ cái nhớ tới cái câu nói của ông chim tinh gia, ông sợ quá, thầy tướng số nó ông sợ quá. Chiều cái bão nó tạm dừng, cái ông tản bộ ra bờ sông, ông ngợp cái người đàn bà đang lặn hụp chết chìm dưới sông á. Ông biết ta tự giận mà ông đâu biết lỗi. Cái ông la lên, ông nói
ai mà cứu được người đàn bà này tôi trả cho 20 lạng bạc. Cái ghe tàu đánh cá người ta ở kế bên, cái người ta vô người ta rước, rước cái bà này vô. Người uy tín ta giữ lời mà, móc ra 20 lạng bạc. Cái hỏi, ủa anh là cái gì mà dám trả 20 lượng bạc cứu cái người đàn bà này? Nó tôi không biết, tại vì thấy người ta tự giận tôi cứu. Tức là cái người nghĩa khí quý vị, cái người sống họ đầy nhân nghĩa. Cho nên cái hỏi, ủa sao chị tự giận à? Nói anh không có biết đâu, hai vợ chồng tôi có hai đứa con, thiếu thốn nợ nần, chồng thì đi làm mướn, còn tôi ở nhà nuôi được hai heo bán bị ta trả tiền giả. Rồi giờ nếu không có tiền lo con ăn học trả nợ không được, chồng tôi về quánh chữ thôi tôi tự giận tôi chết. Nói thôi chuyện không có gì đâu, bán hai heo được nhiêu, gửi tiền cho lợi, tặng thêm số vốn làm ăn. Chị này chị đâu có lấy, mới cứu mạng mình hết 20 lượng rồi, nhưng mà cho thêm 20 lượng nữa để về làm vốn về trả nợ. Năn nỉ riết cái chị này chị lấy, chị lấy về cái chiều lợi cái chuột. Ông chồng về kể cho ông chồng nghe, đó cái hai vợ chồng mới lợi. Mới lợi kêu anh Dương Thiện, thì bà vợ bà kêu. Cái hỏi ai kêu, nó tôi là cái người mà anh đã cứu hồi chiều. Nó thôi tôi là trai đơn, chỉ là gái chiếc mà 9-10 giờ đêm vậy, nam nữ thọ thọ bất thân, thôi về nhà đi. Rồi mai sáng kêu chồng chị lợi đó, rồi muốn nói cái gì đó nói. Ông chồng ông lên tiếng, ông biết người tốt, ông nói có tôi đây nè. Thì anh Dương Thiện mới bật cái đèn lên, phá cái áo lạnh mới bước ra khỏi cửa. Căn nhà trọ nguyên dãy sập, ta chết hết, có anh còn sống. Tôi quý vị thấy chưa? Khi còn sống rồi đó, nói tiếng tạ ơn gì không biết. Rồi tới chừng anh đi về ngang cái gặp ông Chim Tinh Gia, ông thầy tốn số đó. Ông nói anh là Dương Thiện đó, dạ tôi. Hỏi tôi nói thiệt anh đó, từ lúc anh gặp tôi tới giờ anh có làm cái việc gì mà phước lớn không? Anh nói tôi nói thiệt, tôi có cứu mạng người mà bỏ tiền ra vậy đó. Cho nên cái ông Chim Tinh Gia ông nói, cái phép của Phật, cái lời của Phật chỉ dạy làm cái phước nó thay đổi vận mệnh con người ta. Cái số của anh là không con mà chết yểu, vậy mà bây giờ cái tướng của anh là phúc hậu, sống tới 97 tuổi mà đời xưa kiếm đứa con đâu phải chuyện dễ. Sau này anh sanh được 11 đứa con thiệt, sanh 11 đứa con, vợ sanh một loạt 11 đứa, làm quan sạch trơn, sống tới 97 mấy tuổi mới chết. Thôi tới đây hết giờ, kể thêm nữa xưa ngôn trầy, phải không? Đó, thì thôi bây giờ tóm kết lại, thì đôi lời nhắn nhủ của Bảy Siêu, mượn lời của Phật của Thầy, để cùng với cô bác anh chị em chúng ta gieo một cái nhân duyên, để chúng ta bàn trong cái việc cuộc sống hàng ngày. Vậy thì mong mỏi rằng cô bác chúng ta nên tự nhìn lại cuộc sống mình, tại sao khổ, thiếu phước, về ráng tu. Bây giờ mình an vui, cái an vui này không có bền, ráng tu tạo phước thì sẽ được hạnh phúc, phải không quý vị? Vậy thì kết lời, Bảy Siêu thành tâm nguyện chư Phật mười phương hộ trì cho toàn cả chư quý vị, giải hết quả căn nghiệp lực, phát tâm tu hành, tạo phước cho nhiều, lại Phật, cúng lại, ăn chay, để chúng ta bỏ xác, chúng ta được gặp Phật trong ngày hội Long Hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn cả chư quý vị, hôm nay tức là ngày chánh kỷ niệm, lễ kỷ niệm của người thân của anh hai trong gia đình, toàn cả cô bác chúng ta trở về đây để chúng ta thực hiện cái tinh thần cầu nguyện trợ duyên cho người sống còn và người quá vãng, nghĩa là nhất gia hữu sự bá gia ưu. Nhưng cái thì giờ cúng cơm chưa tới, đồng đạo chúng ta dành cái thì giờ để trao đổi đôi nét về Phật Pháp qua những lời chỉ dạy của Đức Thầy, để làm một món quà tinh thần trợ duyên cho đồng đạo chúng ta trên bước đường tu tập. Kính thưa quý vị, thì Bảy Siêu hôm nay cũng được cái duyên lành để cùng cô bác chúng ta trao đổi. Thì sứ ngôn cho 40 phút vừa rồi đó, thì thật ra Đệ Hải nói chuyện thì quý vị thấy rất là hay, nếu mình tu nhiêu đó thấy cũng đắt rồi, phải không? Nhưng mà thôi thêm chút nữa, thêm chút nào đỡ chút nấy, thấy không? Kính thưa quý vị, bây giờ quý vị xét nghĩ coi con người sống trên thế gian này đó,
Có nhiều khi mình muốn cho nó mạnh giỏi, nó yên ổn, mà nó không có mạnh, nó không có yên ổn quý vị. Có lúc nó làm mình bệnh hoạn, rồi có lúc nó làm mình khổ sở trên mọi hoàn cảnh, rồi nó chết bất đắc kỳ tử. Nghĩa là con người sống giữa trần gian, buồn vui, sướng khổ, gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Không biết mình sống nhiêu tuổi mà sống cay đắng đau khổ đủ thứ hết quý vị. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng, từ bi buông xả là xong. Thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Tức là cái cõi đời này nó đầy dẫy sự khổ, mà chúng ta mang, chúng ta chất, chúng ta chứa thêm nó nhiều cái sự khổ nữa, thì cái sự khổ nó chồng chất thêm quý vị, chồng chất thêm. Không những nó chồng chất, nó làm chúng ta đau khổ tại thế gian, mà khi chúng ta nhắm mắt giả biệt cõi đời rồi, chúng ta lại khổ luôn ở địa ngục nữa. Vì vậy mà thầy dạy là ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình. Mình tạo cái nhân khổ rồi chết xuống dưới đó, bị khảo hình nữa. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chứ chẳng lọt những người hung ác. Không có người hung ác nào mà lọt được cái nhân quả khi mình tạo cái nhân ác mà chết mà lọt được đó. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. Tỏ rõ hết trơn quý vị. Tức là mình sống trên thế gian này, mình gieo cái nhân gì đó, thì cái quả đó mình sẽ gặt lấy khi mình nhắm mắt ra đi giả biệt cái cõi đời này. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó toàn thiện. Mà nếu cái nhân ác đó, thì nó sẽ thọ cái quả ác quý vị. Nhưng mà cái thân mình đó quý vị nghĩ là vô thường, nó đâu có bền đâu. Nó luôn chuyển biến theo không gian và thời gian. Có khi mình thấy bữa nay mình mạnh gì nhưng mà chiều về nó đau rồi. Mình thấy nó khỏe gì đó nhưng mà chưa chắc ngày mai nó khỏe, ngủ sáng thức dậy nó chết tiêu rồi. Mà chết rồi quý vị biết mình đem gì đâu. Tiền tài của cải vật chất, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao, cửa rộng có đem được gì. Chỉ có hai thứ thôi, tội với phước à. Phải không? Chỉ có tội với phước. Nhưng mà khi mình đem theo cái phước á, thì nó an lạc, nó an vui, mà đem theo cái tội thì khổ sở. Mà con người ở trên thế gian khẳng định là người nào cũng chết hết trơn quý vị. Tại vì sao? Vì cái thân mình là bốn chất tứ đại đất nước, thì sớm muộn gì nó cũng trả cho tứ đại đất nước chứ. Đâu có cái gì mà gọi là bền chắc. Phải không quý vị? Cho nên làm sao mình, nếu đó mình mà không tu, mình chết cái kiếp này rồi, rồi đó mình đọa địa ngục, mà hết đọa rồi đó mình trở lên nữa, thì vẫn là khổ nữa. Tức là mình vẫn đi trong một cái dòng luân hồi, đi theo cái bánh xe đó quý vị. Đi theo cái bánh xe luân hồi sanh tử. Mà Đức Thầy cho biết là từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão mắc trong dòng sanh tử luân hồi. Tức là mình vướng vào cái con đường sanh tử, sống chết rồi luân hồi như cái bánh xe xoay tròn vậy. Xuống diêm đình thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Mình tính trên thế gian này không có địa ngục, muốn làm gì thì làm à. Nhưng mà chết rồi vô đó mới biết. Kỳ xả tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy vậy. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Bây giờ đó là sống ở thế gian này mà cái tâm mình là cái tâm Phật rồi đó, thì mình đối đãi với muôn loài vạn vật là từ bi hỷ xả vậy à. Mà cái tâm mình mà nếu là quỷ là ma rồi đó, mình ra đường là hung dữ, hung sùng đủ thứ trơn. Phải không quý vị? Cho nên thôi bây giờ 40 phút nãy giờ nói vòng vòng mà trao đổi với quý vị đề tài tôi ngắn gọn thế. Ngắn gọn. Nó không đủ nghĩa nhưng mà được nhiêu thì mình xài nhiêu. Tức là làm chủ sanh tử. Kính thưa quý vị, tức là từ hồi trước tới giờ chúng ta luân hồi là không biết bao nhiêu mà nói. Tại sao vậy? Vì cái luân hồi sanh tử này nó làm chủ mình. Tức là mình gieo cái nhân nào thì nó buộc mình phải đi nơi đó. Mà tôi hỏi quý vị đó, bây giờ gieo cái nhân ích kỷ thì phải vào cái nhân ngạ quỷ chứ làm sao? Phải không? Tham lam bỏng sẻn, ích kỷ ghét ganh, thấy lợi tranh giành là đói khổ hoành hành. Đây là cái nhân ngạ quỷ. Không tin nhân quả, độc ác hại nhau thì địa ngục khổ đau. Cái người mà không có tin nhân quả đó, họ làm cái việc gì cũng vậy chứ á. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng đến tội bị giam bị cầm.
miễn sao có ăn, có mặc, có ngủ, có nghỉ, có dinh thân phì da, tội gì không biết, phải không? Nhưng mà chết rồi vô địa ngục, quý vị thấy ghê chưa? Mà phải chi á, ở địa ngục mà nó sung sướng như mình nữa đâu. Nào là chảo dầu sôi ùng ục, nào là dồi lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đau kiếm lơm chơm, nào là lửa phừng phừng vũ cháy. Cái người tội nào đi theo nấy à? Đưa vô quả đồ, đưa vô lửa mà đốt, rồi đau đồ quăng lên đau, rồi đưa vô chảo giặt dầu nấu, hoặc là đưa vô cối mà quết đó quý vị à. Ghê gợn chứ không phải chơi, phải không? Mà quý vị nghĩ coi, nếu con người ở trên thế gian này đó mà làm ác rồi có chạy khỏi đó không? Một tiểu kiếp ở địa ngục 16 triệu 800 ngàn năm, một trung kiếp là 32 triệu 600 ngàn năm, một đại kiếp là 65 triệu 400 ngàn năm. Mà vô lượng đại kiếp ở địa ngục chịu nổi không quý vị? Tức là cái người mà làm ác rồi đó, đừng có mong mà chạy khỏi. Dù có muốn là sau này mình chết thành tiên thành Phật, nhưng mà chết rồi lúc đó mình mới thấy đau khổ, phải không quý vị? Đó là trả cái quả đó. Cho nên nó nhắc lại cái câu chuyện thời xưa của Đức Phật đó, quý vị biết đó, Đề Bà Đạt Đa là cái người là chuyên hại Phật đó, mà Phật đó là dìu dắt đệ tử giảng đạo là Đề Bà Đạt Đa theo hại hoài. Nhưng cuối cùng Đề Bà Đạt Đa lọt vô địa ngục quý vị, lọt vô địa ngục. Mà vô địa ngục rồi đó ha, là đưa vô cối mà quết, đưa vô cối mà quết, mà quết ngày quết đêm, quết ngày quết đêm, đâu có gián đoạn. Cái tội của Đề Bà Đạt Đa nặng lắm đó. Cho nên trong một Kiền Liên và ông Xá Lợi Phất mới xuống dưới địa ngục đó, thì mới gặp Đề Bà Đạt Đa. Tràng ơi, thấy cái cảnh của ổng hồi đó hại Phật, mà bây giờ chịu cái nạn hết sức là đau khổ. Cái hỏi này Đề Bà Đạt Đa, ông vào địa ngục vậy bây giờ ông có hối hận gì không? Ông nói ta không có hối hận gì hết. Vậy thì bây giờ ông thấy sao rồi? Ông nói ở trên thế gian Đức Phật vui sướng nhiêu là ta vui sướng, ta thỏa mãn bấy nhiêu. Ông nói vậy đó quý vị. Cho nên lúc đó một Kiền Liên Xá Lợi Phất mới trở về với bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Khi mà hỏi Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa nói vậy rồi sao có đúng không? Phật nói đúng y như vậy. Tại sao vậy? Vì Đức Phật ở trên thế gian này, Ngài buông xả, Ngài hưởng được chứng đắc đạo quả tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông, tức Ngài đâu còn khổ, phải không? Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa khi đó hại Phật như vậy mà đọa vào địa ngục, ông biết cái tội của ông quá nặng, ông không chấp, ông buông xả trơn. Chính vì vậy mà ông thỏa mãn chứ không gì trơn. Đức Phật nói vậy đó, phải không quý vị? Còn mình bây giờ muốn thỏa mãn không? Cái gì cũng ôm hết thì sao thỏa mãn được, phải không? Danh lợi tiền tài của cải vật chất trên thế gian mình có chịu buông xả gì đâu. Nói tu tu vậy chứ tu mê không hả? Nhà thì thờ Phật sát trưng vậy đó, tối cũng lại cũng ngồi niệm Phật, cũng đi cầu nguyện vậy đó. Nhưng mà mê tín cũng không ai bằng, phải không quý vị? Cho nên thầy dạy đừng thấy người ta thờ Phật vội vã lập bàn thờ Phật mà không hiểu Phật thế nào. Tại sao ta phải thờ kính Đức Phật? Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu càng tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Đó cũng là cái đích cho người vô đạo nhắm đó mà bài bác, để nhạo chê hay quỷ bán thì rất uổng cái công trình thành kính lễ bái của ta vậy. Mình nghĩ mình tín đồ Phật giáo hòa hảo, mình cũng có tu có trang thờ vậy đó, nhưng mà mình không hiểu Phật ra sao trơn á, lại vậy thôi, phải không? Chứ mình đâu có hiểu rằng Phật là từ bi hỷ xả giáo hóa chúng sanh, cứu độ chúng sanh, muốn chúng sanh về bên cảnh giới của Đức Phật, cho nên Ngài mới chỉ dạy mình mới làm theo, phải không? Mình đâu có hiểu vậy đó. Cho nên đó là mình càng tu càng thờ nhiều chừng nào đó, quý vị thấy càng ngày nó càng rối chừng đấy. Tới vậy đó. Như vậy thì sống ở trên thế gian này, quý vị nghĩ con người có ai không chết không? Muốn chết giờ nào chết à? Tại mình nghĩ mình sống hoài. Chốn âm ti ngu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh xá dịch, ông chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Còn tiền nhưng mà hết phước vẫn chết à? Quý vị thấy không? Cái người giàu người ta tiền đâu có thiếu, nhưng mà mãn phước là chết. Tại vì con người sống nhờ phước quý vị à, hạnh phúc an vui nhờ phước, thành tiên thành Phật cũng nhờ phước đó. Nhưng mà phước có ai chịu làm, phước có ai chịu tu quý vị? Cái cánh cửa phước đóng bích chịch hoài à. Cái người đời người ta không làm phước không nói, mà cái người tu cũng không làm phước nữa, phải không? Tu mình phải biết tạo phước, ăn chay cũng có phước, cúng lại cũng có phước, niệm Phật cũng có phước, làm các việc thiện đều sanh ra phước hết trơn á. Vậy mình đệ tử của Phật muốn về Phật mà không chịu tu phước gì trơn rồi làm sao mình về Phật được quý vị, phải không? Để ma bệnh theo hờ bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình. Tôi nói thấy sống gì đó mà mơi mốt cái nó chết bất đắc kỳ tử, lúc đó tu không kịp quý vị à, tu đâu có kịp đâu.
Cho nên quý vị nhớ cái câu chuyện của ông bốn anh em dòng Phạm Chí không? Tu đó là cả ngàn năm rồi mà có ngũ thông rồi đó. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tăng tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Nhưng mà chưa chứng được cái lậu tận thông, được dứt sạch vi tế phiền não vào quả vị La Hán, cho nên các ngài vẫn còn sanh tử. Như vậy thì bốn anh em đó là biết trước giờ ngọ ngày mai đó là mình bị tử thần bắt chết. Trốn, tìm cách trốn cái gì. Ông anh ông nói đó, ông dùng thần thông, ông bay lên mây xanh, cái mây che lại sao tử thần bắt được. Rồi cái ông kế đó, ông đó ông dùng thần thông, ông chẻ núi Tu Di, ông chung vào giữa đó, khép núi lại sao bắt được. Thấy không? Đó, ngọn ông nói lặn sâu dưới đáy biển đó, rồi nước biển mênh mông tử thần bắt không được. Còn ông em đó thì nói, thâu ra chợ cả ngàn con người ta đi lặn tới lặn lui, tử thần bắt cũng bắt lộn. Đó. Thì mấy ông tin tưởng vào cái việc của mình rồi, cho nên quyết định gần tới giờ ngọ, bốn ông thực hiện theo ý định của mình để trốn tử thần. Mà đúng giờ ngọ rồi quý vị ơi, cái ông trên mây ông rớt xuống, ông chết queo vậy đó hả. Ông dưới núi cũng trồi ra, dưới biển cũng trồi lên, ngoài chợ cũng dãy chết. Bốn ông có hồn nào sống đâu, phải không? Lúc đó Đức Phật đang ngồi thiền định, phải không? Nhìn ngài dùng Phật nhãn nhìn thấy, cho nên Đức Phật mới than, Đức Phật mới làm bài kệ: phi không phi hải trung, phi nhập sơn thạch giang, vô hữu địa phương sở, khả thoát bất thọ tử. Nghĩa là chẳng không, chẳng biển cả, chẳng vào trong núi đá, không có miếng đất nào thoát được cái chết cả. Như vậy thì tu đạt ngũ thông rồi mà tránh tử thần còn không được. Quý vị có thông nào không? Tôi đâu có thông nào, tôi đâu có tránh được đâu. Thì tránh bây giờ không được thì ráng tu chứ sao, phải không? Mình ráng mình tu. Tại vì sao? Vì cái con đường chết này là nhất định con người có mặt trên thế gian này ai cũng phải đi qua trơn, phải không? Không đi trẻ thì đi vừa vừa, mà không đi vừa vừa thì tới già cũng phải chết à. Không có ai lột vỏ đâu quý vị ơi. Chính vì vậy mà Phật mới ra đời, mới cứu độ mình. Đó, phải không? Cho nên thầy nói đó là: ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết quan khiên báo đền, thiều quan thấm thoát giường tên, mắt dòng sanh tử có bền đặng đâu. Bây giờ mình đang vướng vô cái con đường sanh tử nè, phải không? Tử thần thì rình rập mỗi ngày nè, đâu có bền đâu. Tức là thấy đó, sống đây nhưng mà chưa chắc gì chiều sống, thấy ngủ đêm nay nhưng mà chưa chắc gì sáng mai sống, phải không quý vị? Tại sao vậy? Vì cái thân mình là cái thân vô thường, tức là sẽ bị vô thường chi phối, phải không? Mà không biết nó chi phối, mà mình không biết như vậy đó, lo o bế sửa sang dồi mài cạo gọt, rồi cuối cùng chết rồi quý vị đem theo gì? Tội với phước, phải không? Cho nên thầy dạy mình: chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải, theo hầu Phật tiên, tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiền trói thân. Sống ở thế gian này tham tiền tham của thì cũng như con chim mà mắc lưới thì chết thôi, phải không? Cũng như đem dây xích dây xiền tự mình trói mình, không có gì lạ. Tính xong món nợ lần khân, thoát dòng cương tỏ, pháp thân nhẹ nhàng, tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du võ trụ, thanh nhàn biết bao. Thoát dòng cương tỏ tức là ra ngoài cái dòng cương tỏ, mà cương là nhợ dây, tỏ là khóa mồm. Mà quý vị nghĩ con ngựa mà nó bị cương tỏ rồi là ta dắt đi đâu đi đó à, phải không? Ý thầy dạy mình đó là mình lúc nào cũng đang nằm trong cái luân hồi sanh tử này, trong sáu con đường. Tức là tam thiện đạo là nhân thiên A-tu-la, và tam ác đạo là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà lên xuống mòn gót hết trơn rồi đó, phải không? Thầy dạy trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi, sáu đường xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Vậy đó ghê gớm không? Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rớt lại phàm, kiếp người kiếp thú lam nham, kể sau hết cuộc thăng trầm tiền thân. Ghê không quý vị? Khi thì phú, khi bần tột hạng, lúc ấm no, lúc chẳng áo cơm, khi ngói gạch, khi lá rơm, lúc thì quan tướng, lúc làm tù nhân, kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, phải không? Kiếp thì ngồi chỏng cẳng ga quai, khi thì chết chẳng chôn thay, khi thì tống tán chật trong chật ngoài, kiếp thì bị trôi sông chập chả, khi thì thay tan rã giữa đồng, kể sau hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Đó quý vị thấy chưa? Đi một vòng qua là mình thấy mình luân hồi sanh tử, không biết bao nhiêu mà nói. Tức là chết, chết rồi có thể là có phước sanh lên trời, chết rồi có khi tu mà nóng giận làm thần, có người tội phước cân phân thì sanh lên làm người, có khi sống ích kỷ bỏng sẻn đó thì sanh làm ngạ quỷ, có lúc không tin nhân quả, độc ác hại người, cho nên đó là sanh vào súc vật, phải không quý vị? Cho nên chúng ta đi qua một vòng là không biết bao nhiêu, mà bây giờ tới đây gì là may lắm rồi, phải không? Cho nên có một lần đó, trong vườn lục giả đi ra đó,
đi với cùng ông A Nan Đức Phật, đưa cái tay xuống rồi móc lên miếng đất dính trong ngón tay, hỏi này A Nan, đất trong ngón tay nhiều hay ở ngoài đại địa nhiều? Ông A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, trong móng tay Thế Tôn rất ít, nhưng ở ngoài đại địa rất là nhiều. Đức Phật nói cũng vậy đó, chúng sanh mà luân hồi sanh tử đó, đầu thai làm thú đó mà đọa vào địa ngục đó, nó nhiều như đất ngoài đại địa, mà sanh làm người cũng như đất trong móng tay của Thế Tôn vậy đó. Đó quý vị thấy chưa? Cho nên mình làm người được là may muôn thở, bởi khi xưa đó có nghiệp lành rồi. Bây giờ nếu biết tu hành tất sau sẽ được trở thành Phật tiên nè. Quý vị tu đi thành Phật thành tiên hết trơn. Người sẽ có liên quê đỡ gót, lại còn thêm lộng phép gia thân. Bây giờ là diệp thoát trần, không tu thì chẳng có lần nào tu. Tại sao vậy? Vì thời kỳ xã tội tu một hưởng mười dễ lắm, phải không? Tu một hưởng mười, hạ quân trời Phật thả tù, niệm một tiếng Phật thì Phật bù mười câu à. Thời mạt pháp là kỳ đại xá, lục tư tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đến đưa đón về, phải không? Đến đưa đón về dễ ợt vậy đó à. Cho nên thầy dạy là kỳ xã tội nay còn một lúc, tức là còn một giai đoạn đức thầy ra đời nè. Sao không tu đặng có hưởng nhờ, phải không? Sao không tu đặng hưởng nhờ? Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng đấy đó. Cho nên mình tạo cái nghiệp ác rồi đó là nhất định mình khổ trên thế gian và chết phải bị đọa, mà tạo cái nghiệp lành rồi mình an vui trên thế gian mà mình nhắm mắt bỏ xác mình lại về cảnh tiên cảnh Phật, phải không? Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói, trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên, tâm mê tạo nghiệp tốt hiền như xe lăn bánh, tâm mê tạo nghiệp chẳng hiền như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Mình khổ là tại cái tâm mình nó sanh ra, nó làm suối mình làm mấy cái điều ác không đó. Đó, cũng như cái xe nó lăn bánh theo, cứ làm cái việc ác thì cái ác nó theo nó tới hoài vậy đó. Bài pháp số 2 Đức Phật nói rằng, trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền như hình với bóng vui liền theo sau. Chỉ thay đổi chút xíu thiếu thôi là an vui chứ đâu có gì đâu, phải không? Đó, cho nên sống trong cuộc đời này vui hay khổ và đỏ hay siêu thì chúng ta có quyền chọn lựa, chúng ta phải tự làm chủ mình. Chứ giờ nếu mình không làm chủ mình là coi chừng nó tử thần nó rước đi hoài, rước đi hoài, phải không quý vị? Rồi thời gian dài dài qua rồi tới chừng già rồi muốn tu được không? Mình muốn nó quay trở lại để mình tu đâu được đâu. Ngày đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình da lắm rộn ràng. Lúc đó già cả đi hoàng hoại, đi không nổi rồi tu gì. Biết được trần gian là mộng quyển thì tử thần sửa soạn kéo vào quan rồi. Biết thế gian này giả tạm thì sắp sửa vô hòm rồi, phải không? Người tu gì? Kéo vào quan quách biết bao người, cảnh sống xâm dày phỏng mấy mươi. Lắm lúc đua chen vui lẫn giận, mà nhiều khi dùng giấy khóc pha cười. Tuồn đời chuốt ngót cho xong tiếng, mà cuộc thế trao dồi mượn tất hơi. Ở thế gian này giàu đẹp nhà cửa, thấy khang trang giường cao cửa rộng vậy đó, có tất hơi mất mượn mà không mắc cỡ, ở đó mà lo dành tiền dành của. Đây lên đây có phải tất không? Mượn đó, đâu phải của mình đâu, phải không? Mà thở ra trả rồi giờ rồi hít vô là mượn, mà giờ trả rồi mượn nữa nó không cho là sao? Nín thở, phải không? Nằm ngay không cửa quậy, lúc đó xót thương con trẻ khóc đôi lời. Đôi lời kể lại nỗi hàng nguyên, ma lớn chai to phí lắm tiền, tưởng dậy xác thân đa hạnh phúc, nào hay hồn phách lắm quan khiên. Thầy dạy thiên đường, tức là cõi trời siêu thoát là về cõi Phật luôn. Thời thông thả mà muốn vậy phải tu à, chứ địa ngục là trầm luân ác đạo điên. Vậy thì nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, bây giờ chỉ có rứt trần bất nhiễm mới là yên. Có nhiều khi có người sống tới 70-80 năm nữa mà không biết đời là giả tạm, xác thân vô thường của cải phù dân, lo đeo đắm rồi chết rồi sao quý vị? Khổ vô cùng khổ, phải không? Chết rồi khổ chứ đâu có gì đâu lạ. Đó, cho nên cái người này là bị gạt cả một đời luôn đó. Thầy nói thế trần tạm giả, nhưng mà gạt đời ta, nó gạt mình hết một đời, gạt hết một đời luôn đó, mà đâu hay đâu biết đâu, phải không? Lướt khỏi sông mê khỏi ái hà, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa, diệu quyền chân lý noi đường sáng, ảo thực tà tâm kiếm nẻo ra. Cái ảo thực của cái tâm tà mình nè, nó suy diễn đó. Nó nói vợ này là của ông nghe, cái nhà này của ông, đất ruộng này của ông đó. Đó là cái trò ảo thực của cái tâm tà thôi, phải không? Thầy kêu mình kiếm nẻo ra mình đâu chịu, mà nghe nói cái này khoai, phải không? Ai đời nói ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành, 30 công đất rồi mà người kế bên, cũng mua hoài. Nói sao mua hoài sao tu chú hai? Thầy nói ta là cư sĩ canh điền thì giờ ai ruộng ai bán mua à?
và lấy gì mần nữa quý vị, lấy gì tu quý vị, thời gian đâu tu, phải không? Đó, cho nên hiểu lầm đó, nhiều khi tu mà dễ hiểu lầm. Ông này ông tu cái thời gian, cái ông nghĩ đó, tu viện thời gian mới đây nghỉ rồi, rồi sao thầy về nữa khổ. Ông nói tràng ơi, đã ở trên cảnh Phật khổ mà tu về trở thì sao chịu nổi. Ủa sao anh nói kỳ vậy? Ông nói thầy nói cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần kìa. Thầy ở trên không yên mà còn xuống cái này mà ông kêu tu về trở. Trần ai khổ nhọc không? Nhưng mà ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ, phải không quý vị? Cho nên nó giảng của thầy mà đọc mà không hiểu nghĩa làm sao tu được. Đó, cho nên nó thế gian này là tạm giả xác thân vô thường, có gì đâu của mình quý vị. Cái trò ảo thuật này đó, nó lường gạt mình quý vị thấy không? Nó ảo thuật cái nó xếp xếp giấy cái nó quăng ra cái nó nói tiền. Mà thiệt tiền đó nó ra tiền thiệt à, miếng giấy mà thành tờ 100, 500 gì đó mà xài không được, phải không? Rồi bây giờ cái gì nó cũng đó của mình hết trơn á. Tới chừng nhắm mắt lại có cái gì của mình đâu, có phải bị gạt không? Vậy mà không chịu kiếm nẻo ra, đứng chạy ra cho nó lẹ, cứ ở đó hoài đó sao chịu nổi, phải không? Đó, cho nên thầy nói ở đời người ta hay lấy xác thân mình làm gốc hay quý trọng săn sóc nó. Ấy cũng do lục căn mà ra, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự ung sướng, sung sướng, ý ưa chức phận cao. Người ta tìm đủ phương thế bổ dưỡng thân xác mình, làm cho tâm trí càng ngày càng mờ ám ngu đần, biết là ngu luôn rồi, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Bây giờ thế giới ta ùng ùng kìa, sắp sửa chết banh chành hết trơn kìa, vậy mà ở đây lo ăn lo nhậu chịu đời nổi không? Phải không quý vị? Thiên cơ thì biến đổi càng qua khắp trong thế giới ta còn đâu ba phần, mau mau kiếp kiếp duyên cần chúng sanh còn có lập thân hậu này. Người ta tu hai thời bây giờ người ta cúng lại lên ba thời, người ta niệm Phật tiếng bây giờ lên tiếng rử rồi, phải không? Làm phước 100 bây giờ ta lên 500, ta sợ không kịp mà chiều còn ngồi chéo ngoảy nhậu nhịp dò chết chùm chết chung, chết chùm chết chung nữa, banh chành chết thiệt à, chứ phải chơi đâu, phải không quý vị? Đó, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Cho nên thầy dạy mình thế nên hãy xa lánh những điều làm cho tinh thần bị đen tối. Cái đó nó làm cho tinh thần mình đen tối mờ ám ngu dại lắm. Bỏ hết đài cát xa qua, thân mình tự chủ, tìm chỗ bất diệt bất sanh, thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, thì linh hồn nhập liên hoa siêu sanh vào cõi niết bàn, phải không? Chúng sanh tu thành Phật được hết trơn chứ sao không được. Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhẹ tách đường mây, còn trầm luân quan nghiệt thì càng gây thêm hoài. Ở thế gian này làm ác là trầm luân quan nghiệt đó, siêu thăng là tu như quý vị đó, phải không? Thì nhẹ tách đường mây thôi về cảnh tiên cảnh Phật, chứ ở Tây Phương Cực Lạc đâu phải Phật cha sanh Phật con, Bồ Tát mẹ sanh Bồ Tát con, mà chúng sanh tu thành Phật không? Quý vị tu về bến hết trơn à. Đó, rồi bây giờ mình ở đây lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo nghỉ, còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao tâm cơ, bao nhiêu trí não, phụng sự nó, danh lợi, cảm tình, quy quyền, phú quý được hằng ngày ghi nhớ, vì vậy con người mãi trôi lăn trong dòng sanh tử, phải không quý vị? Không thoát ly ra được. Tức là mình lo tưởng những cái chuyện gì thế gian không, đâu vào đâu không, mà làm cho mình ngu khờ dại dột. Cả một cái cuộc đời mình bị gạt, sống tới giờ này, ai đời đó, thế giới bây giờ nó sắp sửa banh chành, cái chuyện nó sắp tới bên lưng rồi, nước dân lũ lụt rồi, chiến tranh giặc giả nó sắp ùa tới rồi, vậy mà ở đây còn ngồi lo ăn lo nhậu, người ta tu mà còn chê nữa chứ, chịu đời nổi không quý vị? Bây giờ phải tu riết, tu mau, tu lẹ, phải không? Vậy đó mà còn không kịp nữa. Đó, đó. Cho nên cái lúc này là thế giới bi ai. Tại sao vậy? Vì cái thời kỳ trả quả mà. Trải một lúc cuồng ba sống dậy, chắc nhân sanh sẽ thấy việc chi. Trời đà sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quả ầm mì biết bao. Trả quả ầm mì hết trơn, đùng đùng hết trơn, rồi quả nào nó tới quả nấy hết. Bây giờ không chịu tu còn chờ cái gì, phải không? Đó, từ đây là sắp đến thảm thê à. Con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng, để chừng đến việc ngóng trông trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Bây giờ đó bệnh dịch nó quay trở lại, không biết ai còn ai mất nè, phải không? Bây giờ ráng niệm Phật tăng thời tu lên, làm phước tăng lên, tu cho nó mau mau lẹ lẹ, chứ bây giờ còn chờ gì nữa, ngồi đó mà tưởng mà mơ mà gì nữa, còn ao còn ước gì nữa, phải không? Trên đời này đừng có sợ ai khi dễ, nghèo thì nghèo, phải không? Nghèo mà thầy khen, nghèo thầy nhát, nhang bầu nước đai cơm, tuy cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bảo lợi, phải không? Nghèo bạc vàng mà đạo đức cũng nghèo thầy mới chê, giàu mà giàu như cấp cô độc thầy cũng đâu có chê đâu, phải không? Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Chứ giàu như kiểu Thạch Sùng thầy mới chê à, Thạch Sùng, Dương Khải, sách đèn ai ưa, quý vị có ưa không? Hồi nào giờ đâu ai ưa,
khúc thì nhắc lại đời xưa, khúc thì Lý Phủ đổ thừa Trọng Ngư, nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương chót bá gia, bây giờ gặp chuyện thiết tha bạc vàng có cứu anh mà hay không, bây giờ ôm tiền ôm vàng đi, rồi tới chuyện đi, rồi bưng cái thúng vàng ra đó đó, coi nó có cứu mình được không, phải không? Thầy nói ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình. Bây giờ còn yên bình, còn yên lặng, còn niệm Phật, còn tu được, còn đi làm đạo được mà không chịu tu. Để sau đến việc tả tơi rồi tu sau kịp chiều mơ cho thành. Cái từ tả tơi là sao ta chắc gách banh chành hết trơn hả? Không còn giá luôn nữa hả? Vậy là chắc trái đất này là nước dân lũ lụt, chiếc tranh giặt giả chắc nó te tua rồi. Thầy mới nói tả tơi, phải không? Mà tới đó còn tu được không? Phải không? Bây giờ tu kịp nè. Mà đợi không chịu, nước còn xa không chịu đắp đập, đợi tới thọt cái giò luôn làm cái đùng à. Để nước đến chân mới nhảy đùng. Nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chẳng mấy rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Bập bẹ Nam Mô cũng lọc cầu, phải không? Vậy thì bây giờ mình hạ thủ công phu, tự mình làm chủ mình nhìn lại mình coi. Hồi nào giờ tu 20 năm rồi, 15 năm rồi, mà giờ tu ngon không ta? Phải không? Tu gì mà ông chồng đi cầu nguyện về nhà chữ dụng mặt hà bá đi làm tào lao mới về. Tu vậy sao được, phải không? Tu gì mà chữ vợ, đó. Cho nên chúng ta nên nhìn ngược lại mình, nhất nhật tâm tỉnh ngộ thân, một ngày quán thân 3 lần, từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, coi cái thân của mình nè, cái khẩu của mình nè, cái ý của mình nè, nó còn ác không, còn phạm không, phải không? Nếu còn phạm thì sao về Phật được, phải không quý vị? Thầy nói dạy cầu tịnh 3 nghiệp xong xuôi, Tây Phương quyết đáo chung vui Phật đài, hay là tam nghiệp hằng thanh tịnh, thì đồng Phật giảng Tây Phương chứ có gì đâu. Mà ngạc có một cái có 10 điều ác mà tu cũng không xong nữa, phải không? Lâu lâu cái cũng sát sanh mà nói cái này nói nhỏ nhỏ nghe thôi, mấy bà đừng giận nha. Mấy bà thì hay sát sanh. Tại sao vậy? Nhiều khi đó mình ăn chay mà con của mình nó còn ăn mặn, hoặc cha mẹ còn đó, cũng chặt chặt bầm bầm cũng đánh dậy ha. Đó, cho nên chúng ta làm sao phải quyển chuyển trong cái giai đoạn này, tu gấp tu mau tu lẹ, phải cái gì thầy kêu dứt là phải dứt mới được. Phải không? Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lên ngăn cản. Bây giờ khuyên cha mẹ nên ăn chay trường gì đó, thời kỳ tu gấp. Cho nên chúng ta phải nhìn ngược lại mình. Có nhiều khi đó mình còn nói dối, hoặc nói giọng ngữ gì đó, hoặc còn sân hận, phải không? Hoặc là còn mê si, hoặc là còn tham lam, mà mình chưa có đoạn tuyệt được, mình chưa có làm chủ mình được, thì cái con đường luân hồi sanh tử mình vẫn chui vô đó hoài quý vị. Phải không? Mình vẫn chui vô đó hoài. Tại vì sao? Vì mình chưa hoàn toàn trọn đạo hạnh mà. Đắc quả vị nên còn phải đầu thai làm con người thế gian. Mà đầu thai làm con người thế gian mà tu chưa hoàn toàn trọn đạo hạnh nữa, phải đầu thai làm con người thế gian. Mà lỡ mà nó vui quá đó ha, ham giàu mà cái phước nó ít hơn cái tu đó ha, cái phước ít hơn cái nghiệp rồi, bây giờ còn đầu thai làm người nữa không? Mãi say xưa thêm cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Chà, nói kiếp kiếp mà còn đời đời nữa lên xuống thì thôi, không biết đường đâu mà rờ, phải không quý vị? Đó, vật khổ lan đâu biết đạo hằng, chỉ có biết ngủ ăn ăn ngủ vậy à. Khi đói mồi thì mặt mày sù sụ, mặt sù sụ sao ta? Chắc nó quầm xuống vậy hả? Phải không? Chạy quơ vào vật nhỏ đặng ăn, đết chết thay đầy lũ rùi lằn, thầy nói bu nút thịt của loài bạo ác. Đó, cho nên trên đời này quý vị đừng có thấy mình tu mà nghèo đấy ha. Là tu vô giáo lý đức thầy, không nói gì, đừng có sợ người ta cười. Phải không? Tôi nghèo, nhưng mà thầy dạy miễn cho được ngày 2 cơm tẻ buổi bần hàng để có tu thân. Dễ ợt vậy đó à. Mình có 2 bữa cơm mình tu rồi. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế đây. Ôi, ông đó ông tu gì đó, tôi thấy 20 năm mà chạy chiếc xe cũ mềm, ở cái nhà nhỏ xíu, phải không? Nghèo vậy, đừng sợ ta khi dễ. Đừng có sợ mất mặt với đồng đạo, đừng có sợ mất mặt với xóm riền, mà sợ mất cái mặt trong ngày gặp thầy trong hội Long Hoa, chỗ này mới quan trọng nè, phải không? Sai đạo quyền di nước tịnh dương, sai câu Bồ Tát rưới cho tường, sai mê tiên cảnh thì ôi thanh nhã, mà sai việc trần gian lắm quả ương. Cứ đeo đeo theo việc thế gian rồi quả nó tới không? Mà không những nó tới tại thế gian, nhắm mắt rồi đó là nó cũng tới luôn, nó theo mình tới địa ngục, quý vị chịu nổi không? Phải không? Đó, cho nên bây giờ chúng ta muốn thoát cái đương hồi sanh tử, muốn làm chủ được mình để thành tiên thành Phật, thì phải sao? Phải cố gắng nỗ lực tu tập, phải không? Để thoát chỗ luân hồi, bỏ cuộc đời lầm than quạn quạ, hãy ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo, ghi nhớ công lao đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo, nên nhớ rằng xác thân do tứ đại đất nước gió lửa hiệp thành, có bền chắc chi đâu mà tránh khỏi ngày tan rã. Phải không quý vị? Cái thân mình đó là đại quả, đại thủy, rồi đại địa,
Rồi Đại Phong tức là bốn chất đất nước thì sớm muộn gì nó cũng trả về cho đất nước. Còn cái linh hồn của mình nó sẽ đi theo cái con đường tạo và phước. Vậy thì quý vị nhìn lại coi, từ cuộc đời của mình khi Đức Thầy ra đời, hoặc từ cái tuổi sống của mình đó, khi mình phát tâm tới giờ mình tu, như có điều kiện mình nhắm mắt mình giảng sanh mình về Phật được không? Hay là còn ghiền hoài? Thầy nói thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, ghiền dữ dằn luôn, nên nhiều lần dục thúc muôn dân bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về cõi Phật. Phải lập thân cõi trần, mà lập thân là tạo dựng nền móng cho vững chắc trên bước đường tu tập cho nó chánh đan, phải không? Đúng theo khuôn khổ mà Đức Thầy đã chỉ dạy, chứ không phải bữa nay đi cầu nguyện mới đi coi bói kiểu này không êm, phải không? Bữa nay đi cầu nguyện mà mới đi coi bói là đâu có được. Rồi bữa nay đó là mình đi làm từ thiện mà mới đi chữ lộn là không được. Tu vậy vẫn còn tu mê, mà tu vậy đâu có đi tới đâu được quý vị. Như vậy thì nếu mình tu vậy mà không đủ phước, không đủ công đức, không đủ điều kiện về cõi trời, không đủ điều kiện về cõi Phật, thì tử thần nó tới nó thăm mình chứ không có gì lạ hết trơn, phải không? Nếu mình quy y theo thầy, mình tu theo thầy, làm những việc theo thầy, giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta, Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo dạy ta, ta làm theo cách nấy, thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dân lời, làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy thì về tiên về Phật, mà làm trật lời Đức Thầy chỉ dạy thì cũng về, mà về địa ngục hoặc là đi theo ông Năm chứ theo ông Tư không có chịu, phải không? Theo ông Tư phải tu đâu đó đàng hoàng à. Đó, cho nên thầy nói đời nay xét tới chân xem lui, mà chừng gặp tuổi mùi bá tánh biết thân. Bây giờ xét cho nó kỹ đi, tới chừng mà thầy trở về tuổi mùi gặp mà biết cái thân của mình là tu mà tào lao bát giác không, phải không? Tới giờ cúng cái ẩn ẩn đi, trời ơi bữa nay sao nhức mình quá bây, đốt nhang giùm má coi, dùng làm biến biện ma nó nhập mà không hay, phải không? Biện ma nó nhập rồi, cái nó ôi sao nhức cái giò quá, bây ra cúng bắt nhỏ bận quần đùi mà ra đốt nhang á. Thở nay hòa hảo ngôi thờ sáng rực mà để nít bận quần đùi đốt nhang tu vậy, tu sao quý vị, phải không? Mà mình tưởng vậy mình cũng tu đó. Hỏi chị hai chị tu nhiêu tộc? Hai vợ chồng tôi 30 năm mà cộng lại 60 rồi đó bà. Mà vậy đó chịu đời nổi không? Quý vị nghĩ coi, người ta xuất gia vô chùa 5 tuổi, người ta tu tới 80 lâu tuổi tóc mọc không nổi kìa. Mà chưa thành tiên thành Phật, mình tu mới 3 năm đầu tóc mọc chà bá rồi, phải gán tu, phải không? Chứ đạo căn đầu gốc nói này mít lòng để tóc để râu mà hút thuốc rồi phà phà chịu nổi. Phải không? Tu thì tu mê tín. Đó, khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí đặng chờ ngài y kiến Phật trời. Lập thân nuôi chí tu cho nó ngon lành đi. Bây giờ cúng lại vô cúng sao, phải không? Bông hoa phải trang nghiêm, thân thể sạch sẽ, quần áo phải tươm tất, cúng lại nguyện đâu đó nó rõ ràng. Xong rồi mới ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật mới lấy kinh giảng ra coi, rồi tối vô mùng ngủ mới quán lại coi mình còn phạm cái gì, cái gì chưa làm được. Mà ngày nào cũng làm vậy đó, mà sợ thầy về mà không biết còn gặp thầy không nữa, hay là bị sách roi quýnh nữa. Chứ tu gì mà đi cà nhõng nhõng tới giờ cúng cái ẩn ẩn ngồi toàn là coi phim không, kiểu này chết luôn, phải không quý vị? Mấy cái chỗ thầy cấm mà mình nhào vô không à? Đó gì mà nói ra nói chuyện trên trời nói dưới đất không à? Dịu đời sao nổi, phải không quý vị? Cho nên ráng quý vị ơi, làm sao mình tu, mình phải làm chủ sanh tử. Mà làm chủ sanh tử là mình tu khi mình có đủ công đức rồi. Tôi nói quý vị nghe, biết trước ngày giờ giảng sanh có tử thần nào mà dám tới, phải không? Như Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật đó, Đức Thích Ca Mâu Ni đó. Nhiều người nói trời ơi, tới chùa Phật nằm, Phật đâu có nằm, Phật nhập Niết Bàn đó. Cho nên cái ngày mà Phật nhập Niết Bàn đó, cho môn nhân đệ tử hay mới trở về, trở về ngồi xung quanh Phật, rồi Phật mới thuyết pháp, xong rồi Phật mới nhập Niết Bàn, tức là vào cái nơi an tịch, phải không? Về cõi Phật. Nhưng mà ông Xá Lợi Phất về trễ. Cái ông Xá Lợi Phất ông mắm tâm, móng tâm lên, ông nói phải chi mình về sớm, mình hôn chân Đức Phật cái, thì tự nhiên trong kim quang Đức Phật duỗi cái chân ra ngoài, Đức Xá Lợi Phất hùng cái chân. Vậy đó, Phật rút chân vào. Thì Hoàng hậu Ma Gia bắt đầu mới xuống thăm Thái tử Sĩ Đạt Ta lần cuối. Ước gì đó là kim quang mở nắp, định nhìn mặt lần cuối, kim quang tự nhiên mở nắp. Nhìn xong rồi đó, thỏa mãn rồi, thì kim quang đóng lại. Phật dùng đó lửa đại định, tức là tam muội thiêu thân xác của mình, mùi thơm nực nồng ra những hạt xá lợi mà bây giờ bên Ấn Độ người ta đang thờ. Đó rồi Phật mới nhập Niết Bàn. Còn mình ở đây tử thần nó bẻ họng, gần tới chết cái nằm rên nhức quá bây ơi, chịu không nổi, phải không? Đau quá. Cái người gần chết đó 84.000 lỗ chân lông đó bắt đầu nó nhóm ra, nó ra máu. 3.000 đó là 36 là đốt xương, bắt đầu nó hở ra rồi, đau đớn cỡ nào quý vị. Gần hấp hối, tâm hồn sao xác, trí dẫn dơ, kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Lúc đó nó đau đớn vô cùng. Mà tôi nói quý vị nghe đó, tại sao? Tại mình có tu đâu. Mình bị cái nghiệp cái tội đó, tử thần nó mới tới bắt, ngu đậu ma diện nó mới tới, phải không?
Mà nếu cái người tu rồi làm chủ sanh tử, muốn đi chừng nào đi, mà còn duyên thì ở lợi độ, đâu có gì đâu lạ, phải không? Đồng đạo mình á, biết trước thời gian là 3 tháng, có người ra là một tuần lễ, một tháng, rất là nhiều quý vị à. Mà thôi tôi kể câu chuyện sứ ngôn cho anh cho 5 phút nữa, hay nói 5 phút nữa hết câu chuyện rồi mình nghỉ. Thì quý vị biết năm thập niên 70 đó, ở ngoài Quảng Trị ngoài á, có cái chú này mới có 14, 15 tuổi nha quý vị. Thì nhà mồ côi cha mẹ, nhưng mà thôi ở gần chùa không biết làm gì, thôi xin lại chùa làm công quả tu luôn cho rồi đi. Cái ông sư nói tuổi còn nhỏ quá vô đây thì làm công quả được gì làm, nhưng mà ráng niệm Phật cho đời bớt khổ, cho thân bớt khổ. Thì chú này đó là vô rồi quét nhà, rồi đó là gánh nước, làm đủ chuyện hết trơn, gọi là Sa Di Diệu Mãn đó, đặt cái tên là Diệu Mãn. Nhưng mà có một cái đó, ở trong chùa đó người ta kêu là Sa Di Tào Lao không à. Biết sao không? Thấy người ta quét nhà cái nhào lại để tôi quét cho lợi danh. Người ta ghét, thở đời nay người ta tiếp mình, người ta giúp mình, nhưng mà tại cái người đó không thích gì đó quý vị à, nó lạ vậy. Đó cho nên đó, thấy gánh nước, thấy làm cái gì rửa chén cũng nhào vô làm. Cái nói dòng Tào Lao, kêu Sa Di Tào Lao không à. Đó, nhưng mà cái chú này vẫn bình thản, vẫn sống cái cuộc đời tự nhiên, vẫn làm công quả, vẫn ở trong chùa, vẫn ăn chay, vẫn niệm Phật. Thời gian trôi qua 3 năm. 3 năm rồi cái mới lên nói với thầy chủ trì, nói dạ thưa thầy, bữa nay thầy có đi đâu không? Hỏi chi vậy? Dạ bữa nay thầy tiễn con về Phật. Trời ơi, nhẹ ở trên chánh điện mà nói kiểu đó. Trời ơi, Phật tử người ta cười biết gì nữa, ta nói đó Tào Lao rõ ràng không? Thở nay ta 30 năm, ông thầy ông tu huyết tóc mà không nổi, mà ông còn chưa nói câu đó, mà vô đây 3 năm Tào Lao vậy mà nó đòi tiễn ông về Phật, kêu ông tiễn về Phật. Cái em sư nói thiệt không? Nói dạ thưa thầy con nói thiệt, bữa nay con về Phật. Cái ông thầy ông cũng nói, ông tưởng đâu nó nói chơi, nhưng mà ông nói thôi tháng 7 tháng 8 nước ngập mênh mông sao về, 23 đưa ông Táo về trời rồi thầy đưa về luôn cho. Nói dạ thầy nói sao con nghe vậy. Vậy thôi ở lại tu nữa, phải không quý vị? Làm chủ sanh tử rồi đâu có sợ nữa. Đó, ở lại tu vậy. Cái tới ngày 23 đưa ông Táo về trời, dạ thưa thầy, thầy hứa với con gì thầy nhớ không? Hỏi hứa cái gì? Nói hồi tháng 8 đó con xin thầy tiễn đưa con về Phật, thầy nói ngày 23 đưa ông Táo về trời tiễn đưa luôn. Ông thầy không cự, nói thiệt không? Nói dạ thiệt. Đó, nói thiệt là tôi mời à, tôi mời tất cả là tứ chúng là cư sĩ đồ lên trên đây để tiễn đi à. Nói dạ thưa thầy thiệt. Tàn ơi, lúc đó Phật tử người ta cười quá cười quý vị. Rồi bắt đầu lên tới rồi bắt đầu xếp hàng đó, rồi để cho cái xuống Sa Di Diệu Mãn rồi Sa Di Tào Lao đó, rồi cũng ngồi xếp bằng vậy đó. Đó, cái ông sư ông mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gì, niệm Bồ Tát tứ chúng mà tiếp dẫn đạo sư Diệu Mãn gì đó. Vừa xong cái ông gõ amen cái nhắm mắt lợi mùi thơm phức, ai cũng giật mình hết trơn. Ai cũng giật mình hết trơn thì đóng cửa, đóng ngoặc cái câu chuyện này. Quý vị thấy tu có 3 năm ta cười biết nhiêu nói. Nhưng mà cái tu ở đây không phải nói thời gian dài hay thời gian ngắn, mà ai có dám dứt bỏ cái lầm lỗi và ai có dám làm cái việc phước mà làm liền không? Phải không quý vị? Quan trọng nhất mình có dám dứt bỏ cái lầm lỗi không? Dứt bỏ cái của cải để tạo phước cho mình không? Buông ít được ít, buông nhiều được nhiều, buông tất cả sẽ được tất cả, sợ mình không dám buông. Phải không quý vị? Nó ta tu có 3 năm vậy à. Nhưng mà cái công đức của người ta đủ điều kiện là Phật rước, còn mình 30 năm mà Phật không chịu rước. Dòm lại coi sao đây. Vậy chứ lại chứ lâu lâu cũng giận cái. Phải không? Cũng giận cái mới được. Làm như không cho giận, không chịu vậy đó ha. Tu lâu lâu giận làm như thấy vui, phải không? Hả, lâu lâu cái chọt ông kia cái thứ khoái, mà ông kia nước mắt ra chừng nào thì bà này khoái cười thì đấy. Đâu quý vị tu vậy đó. Tại vì sao? Vì cái hoa từ bi trong lòng mình chưa có nở, nó chưa có giống như Phật. Cái tâm của mình vẫn còn là chúng sanh quý vị à. Cho nên mình tu hoài vẫn còn là chúng sanh. Cho nên ông Khoan Hầu đó, ông nói với Đức Thầy, ông nói dạ thưa Thầy, theo con nghĩ cái người ở thế gian mà nhiễm 60 năm là tu 60 năm vậy mới hết nhiễm Thầy. Thầy không có trả lời. Thầy nói ông nhìn ở dưới dòng sông coi. Cái dòng sông bây giờ đó là có sóng, có gió thì cái sông nó bị động. Mà bây giờ không sóng không gió thì cái sông nó có động không? Nó không có động thì không phải nói tới thời gian. Cái người tu cũng vậy đó. Như vậy thì cái tâm của mình đó mà chấp nhận buông xả đừng chất chứa, từ việc giữ từ việc lành, đi theo cái con đường trung đạo của Phật, như vậy thì nó trọn chứ không có gì trơn á quý vị. Phải không? Mà ngạt cái tâm mình nó chất chứa đủ thứ trơn, nói xả mình đâu có chịu xả. Cho nên mình tu hoài đó 20-30 năm chứ lâu lâu cũng giận cái, lâu lâu cũng buồn cái, lâu lâu cũng khóc cái,
À không, vậy mà không có thành tiên tác Phật gì được, mình không có làm chủ mình được. Vậy thì chúng ta phải quyết định trong cuộc đời này, giai đoạn cuối này, tự làm chủ mình, nhìn ngược lại mình. Mình tu như vậy coi đúng chưa? Đủ điều kiện giảng sanh chưa? Thầy trở về mình được thầy so đầu điểm đạo chưa? Chứ cái ngày đó thầy trở về đó là coi chừng mình khổ à, phải không quý vị? Kính thưa toàn cả chư quý vị, thôi lấn giờ sao ta giận. Thì 40 phút bảy siêu trình bày đến đây đã xong. Thì thời gian đó thì trao đổi nó không có đủ, cho nên muốn nói thêm cũng nói không được ha. Mong quý vị thông cảm, mà chúng ta được nhiêu thì xài nhiêu. Thì trước khi kết thúc cái nhân duyên trao đổi Phật Pháp, bảy siêu xin thành tâm cầu nguyện với mười phương chư Phật hộ trì cho toàn cả chư quý vị thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao Phật Pháp, xây ngược vào mình, tức là hồi quang phản chiếu, để làm chủ mình, để tu tập cho đủ công đức. Một ngày chúng ta bỏ xác, chúng ta lại sanh về cái cảnh giới của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Bái siêu lễ phép kính chào hết toàn cả cô bác, anh chị em, đồng đạo hiện diện kính mến. Kính thưa toàn cả chư đồng đạo, hôm nay tức là ngày 29 tháng 10, tức là ngày kỷ niệm cho người thân của anh Tư trong gia đình. Thì nhận được lời mời thâm tình cũng như hay tin, tất cả đồng đạo chúng ta trở về đây để trợ duyên cho anh Tư làm tròn một cái tinh thần đạo nhân nghĩa đối với người thân của mình. Kính thưa quý vị, thì hết sức là quý báu giữa một cái tình huynh đệ. Thường khi quý vị thấy đó là cha mẹ lo cho con, nhưng mà huynh đệ lo cho nhau vậy thì thật sự rất là hiếm. Hơn nữa được sự ủng hộ của cô bác anh chị em chúng ta trở về đây. Nhưng mà tôi tâm đắc có một điều là chúng ta nhín được cái thì giờ để chúng ta bàn luận về Phật Pháp. Kính thưa quý vị, cái Phật Pháp mà không phải cái người mà không có duyên, không dễ gì nghe quý vị. Đức Phật nó nhân thân nan đất, Phật Pháp nan văn, tức là thân người khó được mà Phật Pháp lại khó nghe. Nhưng hôm nay đó quý vị có cái duyên lành với Phật Pháp. Nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, Phật Pháp nan văn kim dĩ văn. Thân người khó được mà chúng ta có được thân người. Phật Pháp khó nghe mà chúng ta được nghe Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chúng ta có mặt trong cõi đời này cũng như cái người ở tù, sống càng lâu thì càng khổ nhiều chừng nấy quý vị. Nhưng sở dĩ chúng ta chưa gặp được Phật Pháp, chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta nghĩ thân này là thật, tất cả của cải là thật, vì vậy con người cứ mãi tầm cầu cho đến lúc mà già rồi bệnh rồi chết rồi lết vô hòm. Cuối cùng chúng ta đi theo một cái con đường là gì? Là tội, đọa vào chốn khổ. Vì vậy do cái nhận thức sai lầm đó thì tất cả con người trên thế gian đều khổ hết trơn quý vị. Đều khổ hết. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ, gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng, từ bi buông xả là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Như vậy thì con người đó muốn cho hết khổ là chỉ có cách là tu thôi quý vị. Cho nên hôm nay quý vị biết đó, khi tôi qua đây hồi trước đây 15-20 năm đó, thì hồi trước có nói đạo tuốt ở ngoài, tôi nhớ đâu ngoài cái cây ngoé. Giờ lâu quá bệnh rồi, giờ qua đây thấy nó cũng hơi lạ, mà thật sự là rất là quý quý vị. Mình nghĩ qua đây để dự thôi, để thăm anh em với thăm lại cái nơi ở của anh Tư Phương. Nhưng mà do cái nhân duyên ha, mình nghĩ để anh em nói chuyện thì mình cứ nghe để học hỏi thôi. Nhưng mà cái nhân duyên bất ngờ thôi, quý vị cũng thông cảm nha.
Bảy Siêu sẽ trao đổi với quý vị một cái mệnh đề, tức là sai lầm một kiếp người. Kính thưa quý vị, có nhiều khi tất cả những gì chúng ta nghĩ, chúng ta thực hiện hết khả năng của mình nghĩ đó là đúng, nhưng mà thật sự đó, đối với Phật Pháp đều là sai lầm hết trơn quý vị. Cái sai lầm thứ nhất đó là chúng ta nhận cái cõi khổ này chúng ta cho là vui, phải không quý vị? Cứ mình có mặt trong cõi đời này đó, mình có phương tiện, nhà ở, cơm ăn, áo mặc, nó không thiếu thứ gì trơn đó, là mình nghĩ đó là vui, phải không? Cứ việc tầm cầu ăn chơi thỏa thích, chừng nào tới đâu hay tới đó. Nhưng mà Đức Thầy chúng ta cho biết là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tức là chúng ta có mặt trong cái cõi ta bà này là nó khổ mà muôn trùng sự khổ cái gì, nó đầy dẫy sự khổ. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh trong cõi đời này chịu muôn ngàn sự khổ não kể chẳng xiết, nhưng tóm lại là 8 điều. Và trong 8 điều ấy nó có thể nảy sinh ra muôn ngàn sự khổ khác. Căn bản của nó là 4 cái khổ ở ngoài thân, tức là sanh già bệnh chết. Và căn bản của gốc khổ nữa là 4 cái khổ ở trong tâm, tức là mưu cầu bắt đắc, biệt ly cay đắng, quan tấn hội và u sầu lo ngại. Quý vị thấy không? Mà 4 cái khổ ngoài thân rồi 4 cái khổ trong tâm, quý vị thấy nó hoành hành mình suốt cả cuộc đời. Mà mình nào đâu hay biết quý vị. Cứ việc là bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, cứ sống sao sống, cứ lần lần. Người ta nói sống cứ làm ăn à, phải không? Có làm có ăn là cái chuyện bình thường. Nhưng mà ăn sao sanh ra phước thì mới hay. Làm sao mà sanh ra phước mới hay, sống sao mà sanh ra phước mới hay. Chứ ăn mà tạo tội, sống mà tạo tội, suy nghĩ mà tạo tội, cái điều này khổ vô cùng, phải không quý vị? Nhưng nhiều khi mình sống trong cái khổ mà mình cho cái khổ là vui không à? Đó. Cho nên quý vị biết có cái ông này đó là trước đây đó, ổng là cái người sống ở diện mồ côi. Mà quý vị biết ổng đâu biết cha mẹ ổng là ai đâu. Rồi tới lớn lên cái tuổi trưởng thành, cái ổng cũng có vợ rồi có con, cái ổng ra ngoài đời ổng sinh sống. Đâu có cha mẹ đâu có để lại tài sản gì đâu. Cho nên ông mới thuê nhà trọ, ông đi bán vé số. Mà bán riết rồi sống tới 60 tuổi mà vẫn còn nghèo, vẫn thiếu ăn. Quý vị nghĩ coi, có một con bư mà 3 con mổ. Phải gì? Nó mổ xong nó còn bư nó bỏ nữa, cái kiểu ăn mà còn bệnh nữa chứ. Cái kiểu này cái ông này ông tàn gia tru lục luôn mà sao nuôi nổi. Ông khổ quá khổ rồi. Mà ông nói tại sao nghe nói đạo Phật tu hết khổ. Mà hết khổ làm sao? Thôi bây giờ vô chùa hỏi thử con sư tu làm sao mà hết khổ rồi. Thì ngay trong cái ngày rằm tháng 7, tức là cái ngày lễ Vu Lan đó, người ta viếng chùa đông lắm. Cái ông tợi đó, cái ông đi ngay vô trong chùa, người ta hỏi: ủa ông đi đâu vậy? Ông nói tôi vô tôi gặp ông sư tôi hỏi cái coi sao tôi khổ quá khổ rồi. Nói thôi không được, bây giờ ông ra trước ông ngồi đi, rồi xong ta làm lễ Vu Lan xong rồi hồi hết ra hỏi, chứ giờ đông quá thầy trả lời với ông không kịp. Không được. Cái ông ra trước ông ngồi, quý vị biết ở chùa thì ở trước đó có cái tượng Phật Quan Âm lớn, có mấy cái ghế bóng cây ngồi mát, cái ông ngồi treo quẩy đó. Cái ông ngồi hồi cái ông nhìn thấy chiếc xe du lịch 4 bánh thắng cái rét đậu lại trước cửa chùa. Chàng ơi, cái ông này tướng sang trọng lắm, phải không? Bỏ áo quần thắt cà vạt, cái tướng này là tướng giàu. Vô cái xá Quan Âm Bồ Tát quỳ xuống: dạ con kính lại Quan Âm Bồ Tát cứu con. Bây giờ đó con nợ trên 20 tỷ rồi, công ty bị bể hết, sắp sửa đi tù, chắc con chết trong tù quá, Quan Âm Bồ Tát ơi cứu con. Ông này không ngộ nữa, thật ơi. Vậy ông này tưởng đâu ngon, đi xe 4 bánh tướng gì mà còn than chết lên thiếu nợ 20 tỷ. Mình chưa nợ ngàn nào vậy ngon hơn ông này, phải không? Cái ông ngồi hồi nữa, cái thấy cái bà này bà cũng 30-40 tuổi, ngừng xe 4 bánh lại, có tài xế mở cửa đàng hoàng, tài xế riêng, đi ngay vô chùa xá dạ kính lại Quan Thế Âm Bồ Tát cứu con. Tiền bạc con không thiếu thứ gì trơn, ruộng vườn nhà cửa vàng dòng tài sản không thiếu thứ gì, vậy mà con ung thư thời kỳ cuối rồi, Bồ Tát ơi cứu con.
Ông nói tràng ơi, thôi rồi rồi rồi, thấy giàu vậy mà tiền của không thiếu thứ gì mà giờ than chết nữa rồi. Cái ông nói cái tuổi này mà than chết gì thôi. Cái ông ngồi hồi cái ông thấy cái cô gái này mới chừng 20 tuổi à, mà cũng đẹp lắm. Cũng lại kính thưa Quan Thế Âm Bồ Tát cứu con, bây giờ bồ con nó đi lấy vợ, chắc con uống thuốc sâu con tự giận con chết quá. Ông này ông vô ông kính lễ xong ông đi về luôn. Thì quý vị biết cái người ta nói kia chứ phán phán, ông thầy ông xong rồi là hỏi gì. Ông nói hỏi cái gì mà nữa mà hỏi. Hỏi sao nãy ông nói ông hỏi mà giờ không hỏi. Ông nói tôi tưởng tôi khổ, cha ơi ai dè mấy người kia ta còn khổ hơn tôi nữa kìa. Vậy còn hỏi gì nữa, thì trên đời này ai cũng khổ trơn, phải không quý vị? Mỗi cái khổ nó đều khác nhau hết trơn quý vị à. Tức là con người sanh ra có mặt trên cõi đời này, cái chánh báo là cái thân của mình, cái y báo là của cải, nó kèm theo là mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Đó là gì? Là túc nghiệp của đời trước mà chúng ta tạo. Cho nên đời này nó đi theo. Cái người làm phước đó thì bây giờ sanh ra người ta giàu, mà cái người hồi đó người ta bố thí phóng sanh, người ta đi kiếm thuốc nam, người ta làm từ thiện nhiều, bây giờ người ta đâu có bệnh. Còn bệnh nghèo gần chết thì ích kỷ bỏng sẻn, phải không? Rồi bệnh hoạn thì do sát sanh nhiều. Quý vị nghĩ coi, cái bà cô này đó, bà nằm ở bệnh viện, cái đứa con trai nó cũng biết đạo mà nó lại nó nuôi. Bà nói trời ơi, nó nhất gần chết tao chịu không có nổi. Nói má má, má niệm Phật đi má, má đừng kêu trời. Bà nói kêu trời nó dễ hơn, mày bệnh đi, ở đó mày niệm Phật, kêu trời nó dễ hơn. Cái cứ bà cứ than vậy hoài, nói má ơi má ráng niệm Phật đi. Rồi lần lần nó hết bệnh. Bà nói mày bệnh như tao đi mày biết, mày kêu bác sĩ lại coi. Cái bác sĩ lại mà ông bác sĩ này cũng biết đạo nữa chứ. Nói sao không niệm Phật mà kêu trời hoài hả? À, tới ông bệnh đi ông biết. Kêu trời nó sướng hơn mà nó dễ nữa, mà niệm Phật nó khó. Cái bác sĩ hỏi sao nói nghe coi. Bà nói cái lưng nó nhức gần chết luôn vậy đó, mà kêu nó cạo gió nó không có chịu. Bác sĩ ông nói nữa rồi, cái tội này là cũng hồi trước đó. Bà đánh dãy người ta, bà đánh ngược không, bà có than không? Bà nói sao không biết hả? Tôi chuyên gia mần mắm cá lóc mà. Trời ơi, đánh dãy mà cầu ngược không chứ. Thì bây giờ thì ta cạo lại phải rồi, phải không quý vị? Tất cả đều do nhân quả thân. Cái hiện kiếp và tiền kiếp nè. Đó, Đức Phật nó dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả mà kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước hãy xem quả hưởng của đời này, muốn biết quả đời sau hãy xem nhân hiện tại. Cái giàu nghèo bệnh tật sống lâu chết yểu gì đó là túc nghiệp và hiện kiếp, phải không? Thầy nói rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác. Căn là gì? Căn là gốc mà tiền là trước á. Mà hiện kiếp là đang sống nè, làm điều bảo ác, cho nên nó mới có cái bệnh này chứ không phải cái tự nhiên mà có. Không ai ghét mình mà cho mình được hết trơn á quý vị à. Mà nhiều khi khổ ít mình không chịu, mình muốn cho mình làm khổ nhiều thêm nữa mình mới chịu. Thở đời nay khổ mà không chịu tu, mà cứ nhìn người khác không mà bực bội trong mình, mà thậm chí tới nhìn tới con của mình cũng còn thấy ghét nữa. Dùng cái đồ làm biến, dùng đồ lì lợm. Mà tôi nói quý vị nghe, có phước rồi nói cái gì người ta cũng nghe, nó riêu riếu hết trơn à. Dùng không có phước nói cái gì cũng hay nghe. Tôi nói quý vị đó, sanh ra mà thiếu phước rồi đó, nói cái tên của mình là người ta chề môi, người ta không có chịu. Mà quý vị lỡ có tu rồi đi chăng nữa, có khuyên góp, có nói gì mà nói tới tên mình, thôi thôi đừng nói tới ông đó bà đó. Tại vì thiếu phước quá cho nên không trách ai mà tự trách mình, tại sao kiếp trước mình không chịu tu, phải không? Cái người giàu người ta mới có tu. Kiếp trước bởi không chịu tu, kiếp này phải chịu chống khu ngoài đồng chứ, cực khổ mà mới có ăn, phải không? Có kiếp trước có tu mới được giàu. Kiếp này sung sướng nở quên sau, sống lo bòn mót tham nhiều quá thì chết chẳng đem theo được chút nào. Cái cõi đời này là khổ, cứ mình tự cho là vui hoài, rồi tầm cầu cứ đeo đuổi hoài. Thái tử Sĩ Đạt ta ngày xưa sao? Ngày nhìn nhận là dạo qua bốn cửa thành, ngày biết khổ rồi, cho nên xuất gia đi tu liền. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền. Xem đó hỡi người mau lập chí, tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Mình đâu có thấy khổ đâu, phải không? Thậm chí tới cái ông mà nhậu gần chết, nhậu nghe bò không mà nằm dọc đường mà ói lê ói lết mà khiêng về đó. Vậy chứ hỏi nhậu qua nhậu đã không? Đã, bữa nay làm nữa nghe mày. Trời ơi, mời nữa đó. Đó quý vị thấy không? Rồi cái khổ này nó đã sẵn dành cho mình rồi, cái tạo thêm chút nữa. Cái bà cô này nè, thở đời nay ta chưa tu, người ta khổ, nói chi mà tu rồi mà tự mình làm khổ.
tu rồi cây rằm cũng đi chùa, 30 cũng đi chùa, mà ngạc có một cái lợi chùa thì tu mà về nhà không chịu tu. Ở nhà mấy đứa có cái giường xài đó, mấy đứa nó lợi lụm chữ quá chữ, riết người ta chọc ba, người ta nói tu tu hú tu gì mà hung dữ vậy, đâu có ai ưa bả đâu. Cái hôm nọ tới bữa rằm cái bả đi chùa, đi chùa đâu có dám bận đồ lam như người ta đâu bận, cái người ta nói ở tu mà sao mà dữ quá vậy, sao lén lén tu mà không dám treo bảng hiệu nữa đó, chứ phải chơi đâu à, phải không? Dòng cái thứ mà mở tiệm mà giấu cái bảng hiệu đó, trốn thế đó, thứ này vài bữa cũng tiêu à, phải không? Đâu có giấy phép đâu, ai cho làm. Cây cũng nhè tới cái duyên cái nghiệp sao không biết. Cái thằng mà lụm xài bị bả chửi hoài đó, cái bữa đó nó cũng đi, bả lên xe buýt bả đi chùa, cái nó lên gặp. Nói ủa bà hai đi đâu vậy? Bà Ninh Thình bà không trả lời. Không lẽ nói trùng bụng cái mặt mày tao có ưa đâu, phải không? Nói vậy thì kỳ. Cái thằng nhỏ nó nói bà hai con hỏi thiệt nha, bà đừng nói với con bà đi chùa nghe bà hai. Trúng ngay cái chỗ nhột rồi. Tao muốn dội lên đầu mày một cái đó mà ngặt chưa nghe, trên xe này đông nghe con. Cái nó nói con nói thiệt nghe bà hai, nếu bà có đi chùa bà quay trở về đi. Bà mà lên chùa Phật trời bỏ giò lái chạy hết trơn hả? Bà nói bà nội cha mày ngừng xe lại, tuột xe xuống đi về. Về tới nhà xe thắng lại đi vô. Cái ông hai ông ra, ông mở cửa ông nói ủa sao mà gầm ba đi chùa niệm Phật mà bữa nay sao kỳ vậy? Ông im cái mỏ ông lại nghe. Giác này làm luôn ông hai đó. Bà mở cửa cái rằm vô, mở cửa bật cái máy lạnh lên, nằm trên giường nệm mà trong lòng bà hai nó nóng, nó lăn qua lăn lại nó không có yên. Quý vị biết sao không? Tại cái tâm không an, làm sao cái thân này nó an được? Đó quý vị thấy không? Cho nên tự mình làm khổ mình không à. Thầy nói hồng trần lau khổ xiết bao, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Khổ quá khổ tu đi, phải không? Mà ngạc có một cái tu xà nia, tu tào lao không? Tu nó không có trúng pháp gì trên, tu mà không sửa. Chứ tôi nói tu mà cố gắng tu, cố gắng sửa đó, từ thân từ khẩu ý đó. Cái người mà để ý tu, tôi nói quý vị chừng vài tháng cái là nó thanh tịnh, nó hiền khô à. Ủa hiền lương à, chứ hiền khô không ai nhờ, phải không? Mà ngạc có một cái tu gì mà không chịu sửa vậy trơn cái. Miễn ai nói tới rồi, nhảy rù rù như nước nóng đổ con giò vậy đó. Chịu đời sao nổi. Thậm chí tới bà mẹ bà tu, bà đi vô nhà cái bà đi niệm Phật thôi, bước vô nhà cái dâu rể con cái đi mét mét ra sau, nó dởm nhau, nó cừ cừ bỏ đi. Bữa đó bà nói vô biểu hết coi. Mẹ kêu sao dám cãi. Bây giờ tao hỏi thiệt bây nè, làm cái gì mà tao đi thì thôi mà tao vô nhà đứa này mỉm 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 cừ cừ cái gì rồi bỏ đi mét mét là sao? Cái này má hỏi con mới nói nghe, mà cho phép con nói má đừng có giận nghe. Mày nói đi tao không có giận. Nó nói ma tù mà khó quá trời quá đất, ai mà chịu cho nổi. Bà mà bước vô nhà đứa nào đấy mặt mày xanh dần hết trơn à, không biết lợi chùa Phật trời có sợ không. Bà nói tao lợi chùa tao niệm Phật thì Phật biết cho tao, còn tao về nhà mày cũng phải hiểu cho tao. Quý vị nghĩ coi, mình đừng trách con trách cháu quý vị ơi. Mình có cái phước của mình, con cháu có cái phước của con cháu. Mình có phước mình có duyên mình tu trước, con cháu nó chưa có tu thì không tặng từ từ nó tu, mình tu tốt đi có nghe lời nó tu theo à. Mà bây giờ quý vị tu tầm bậy tầm bạ mà quý vị kêu nó tu nó có chịu không? Mần lúa mà lỗ suối nó xạ chừng nào nó mới xạ, mà mần trúng đi quý vị không kêu nó làm nó cũng làm. Nó quý vị tu cho tốt đi, tu cho hiền lương, tu cho đức hạnh đi. Nó lén lén nó rình nó coi quý vị tu làm sao thì nó tu theo, phải không? Vậy thì tu sửa quý vị cứ mình cứ tu cho mình đi. Bà vợ bà hung thì kệ bà hung tôi không biết, nhưng mà tôi lo tu cái phần tôi, phải không? Chứ đừng nói ra được trời ơi mấy ông tu dễ, với tôi gặp quỷ la sát ở nhà tôi tu sao nổi. Nó nghe đi rồi về nhà ông có hộp cơm nào ăn tôi mới sợ, phải không? Ông này ông mới phát tâm tu, tu cái ngon lành lắm. Hồi đó quýnh vợ nghe, nói tới là vẽ mắt xanh cho vợ mà vẽ bằng tay bằng đấm không à. Tới chừng ông tu ông hiền quá, lúc đó vợ kênh lại cái ship re. Bữa đó ông nói nhỏ tôi, ông nói chuyện này tao nói với mày, mày đừng nói với ai nghe, nó cũng xấu hổ lắm. Hỏi sao ạ? Mày nghĩ coi, tao có mới mang bộ đồ bà ba tao mừng muốn chết. Bữa đó đi cầu nguyện mày xong tao chống khu tao lại tao nghe mát mát. Ai dè đâu cái quần tao nó tét tàn phàng luôn. Mà tao đâu có biết. Tới chừng về nhà hay ha, cái quần tao cắt cái đáy vậy mà cũng còn đi được ha. Đó quý vị nghĩ chịu đời nổi không?
đó, xung quanh mình toàn là nghiệp không, nó khổ gì đó. Thì cố gắng tu đi, phải không? Bà vợ giữ, giữ thì tu với vợ, mà con giữ thì tu với con, cháu giữ thì tu với cháu, xung quanh giữ thì ráng tu với người ta, tu chừng nào mà người ta phục mình mới thôi, phải không quý vị? Chứ đừng gì thấy người ta nói trời ơi dùng bay quỷ dương, bay biết cái gì Phật pháp, niệm Phật không biết câu chay, không biết ăn ngày, nữa ông năm chèo hốt mày, nó nghe nói tới chỗ đó nó hốt mình trước, phải không? Tu không được đó, đó quý vị thấy không? Vậy thì mình làm, mình nhận cái cõi đời này khổ mà mình nói vui, đó là một cái. Cái thứ hai làm cái gì nữa? Cái của tiền này nó giả mà mình cho là thật nè, mà thiệt giả không, phải không? Thầy nói ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết quan thiên báo đền, thiều quan thấm thoát giường tên, mắt dòng sanh tử có bền đặng đâu, chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên, tham chi giả tạm của tiền thì như chim vào lưới xích xiềng trói thân. Thầy nói tham chi tức là tham làm chi, tức là tham làm cái gì? Giả tạm của tiền tức là tiền của này nó giả đó quý vị, à nó không phải là thật. Mà nói tới chỗ này người ta đâu có chịu quý vị, phải không? Người tu chịu mà tu dở dở cũng không chịu nữa, trời ơi tu mần gần chết luôn, cực khổ muốn chết mà nói giả sao được. Mà thiệt quý vị nghĩ có giả không? Giả thiệt. Cho nên khi xưa đó, lúc Đức Phật ở còn trong rừng Hạnh Trúc Lâm đó, Đức Phật thuyết pháp thì hai vợ chồng ông già này, bà vợ đó thì bà thích nghe Đức Phật thuyết pháp đó. Bà nghe Đức Phật thuyết pháp nó hay làm sao đâu, cho nên trưa nào bà cũng đi chân. Ông chồng nói cái bà này sao đâu, bữa nào cũng đi hoài chân. Cái hỏi bà nói thôi Phật thuyết pháp nghe hay lắm ông ơi, bữa nay ông đi đi, ông nghe thử biết liền. Đó, mà quý vị biết không, ông này thì ông trọng tiền trọng của không à, cho nên ông cho, đâu cho bà vợ nghe pháp mà kêu làm ông mới chịu. Cho nên đi tới đó cái Đức Phật biết, Đức Phật thuyết gì phải không? Nhà cũng giả, vợ cũng giả, con cũng giả, tiền với vàng giả hết trơn. Ông bỏ ông đi nước một về, bà vợ chiều về nói tôi nói cho bà biết nha, từ đây sắp tới không có nghe ông Cù Đàm nói pháp nói gì nữa trơn á. Nói chuyện gì đâu không, thế nên nhà mà giả, vợ mà giả, con mà giả, tiền mà giả. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bây giờ tôi hỏi bà đó, bà phải thiệt vợ của tôi không? Trời ơi, ông hồi đó cưới tôi ba má tôi gả đàng hoàng mà thiệt chứ giả gì. Đó vậy mà ông Cù Đàm ông nói giả kìa. Rồi bây giờ kêu hai đứa con ra nè, bây giờ con phải thiệt là con của ba với má con không? Trời ơi ba hỏi kỳ vậy, con là con của ba má thiệt từ hồi xưa tới giờ. Đó vậy mà ông Cù Đàm nói giả. Vậy thì thôi bây giờ bà bưng ba cái vàng ra coi, vàng này tôi hỏi thiệt nha, tôi làm cực khổ với bà làm cực khổ, bà mua vàng giả vàng thiệt? Bà nói tôi đâu có khùng đâu mua vàng giả, phải không? Vàng toàn là thiệt không. Ông nói đó thấy không, vậy đó mà ông Cù Đàm ông giả không à. Vậy mời mốt bà đừng có lại nghe nữa. Nói thằng ơi Phật nói có cái lý của Phật, ông không có hiểu nổi đâu. Rồi từ từ ông hiểu. Ông nói không được, không được, vậy là không được. Đó thấm thoát thời gian trôi qua, thời gian nó ngắn thôi, chưa được vài ba năm nữa cái ông bệnh ông gần chết quý vị, gần chết rồi. Ông thở đâu có nổi, cái lỗ mũi cà khẹt khẹt. Mà quý vị biết con người ta sống mà nhờ hơi thở chứ đâu phải nhờ tiền nhờ của vàng bạc đâu, phải không quý vị? Phải không? Đó cho nên con người sống trên thế gian dù giàu dù đẹp sang giàu cách mấy mà có con hơi thở này đó mà thở không được là xong đó, phải không? Đó cho nên thầy nói ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang, tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình da lắm rộn ràng, biết được trần gian là mộng quyển thì tử thần sửa soạn kéo vào quan. Biết được thế gian này giả tạm sắp sửa vô hòm ra, kéo vào quan quách biết bao người, cảnh sống xâm dày phỏng mấy mươi, lắm lúc đua chen vui lẫn giận, nhiều khi dùng dãy khóc pha cười, tuồng đời chuốt ngót cho xong tiếng, phải cuộc thế trao dồi mượn tất hơi không? Từ đây lên đây con tất mộ à, mắc mượn không phải của mình. Đó, nín thở là nằm ngay à, không cửa quậy xót thương con trẻ khóc đôi lời, đôi lời kể lại nỗi hàng quyên, ma lớn chai to phí lắm tiền, tưởng dậy sát thân đa hạnh phúc, mà nào hay hùng vách lắm quan khiên. Thiên đường tức là về cảnh tiên cảnh Phật siêu thoát, thời thông thả, nhưng mà địa ngục là trầm luân ác đảo điên, nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, rất trần bất nhiễm mới lợi. Đó cho nên ấy, bây giờ đó tôi nói thiệt tôi thở hết nổi rồi, giờ bà thở giùm tôi miếng coi. Thôi ông ơi, công chuyện gì mần tiếp khiên tiếp thì được, chứ thở nảnh ai nấy thở. Quầy ngà ông nhớ ông nói vậy là giả rồi, ông nói vậy là giả rồi, vậy là ông Cụ Đạo nó nói trúng. Cái kêu con ra, kêu con thở, con nó cũng thở không được, nó nói vậy là giả luôn.
Đó, nó thôi vàng ơi, vợ con tao không có xài. Bây giờ mày thở giùm tao miếng, tao sống vàng nó trơ trơ, không nói gì là giả hết trơn. Vậy thì ông Cù Đàm cũng nói trúng. Nhưng mà tới chừng biết trúng rồi thì lăn ra chết rồi, quý vị biết chết đi về đâu rồi, phải không? Con người sống trên thế gian, tiền tài của cải vật chất, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao, cửa rộng, chết rồi đem theo gì? Tội với phước hả? Phải không? Thầy nói nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn. Nhiều tiền vậy đó nhưng mà đem theo cái tội phước thôi. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, mà tội nhiều thì xa đỏ nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính to. Bây giờ còn sống mà không chịu tu, tới chừng chết và vô địa ngục còn tính còn tu gì nữa quý vị. Thầy hối mình ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài khôn lưng hồn. Cho nên bây giờ tu liền đi, đừng có tính, đừng có toan, đừng có lần lửa gì nữa trơn á, phải không? Cái thân này đâu phải là nó chờ mình hoài. Cho nên của cải gia tài thầy nói như đám phù dân trước gió, nước bọt mây bèo. Tức là cái của cải này nó giả nhưng mà chúng ta tạm xài được. Mà nếu cái người giác ngộ, cái người khéo lấy cái giả đổi cái thiệt chơi, phải không quý vị? Tại sao vậy? Cái của này là cái của giả, cái tiền này tiền giả. Vậy mà đem cho cái ông nghèo, đem cho cái ông ăn mày, cái phước nó không có giả, chỗ này mới đặc biệt. Mà không chịu làm nữa thì thôi còn đòi gì nữa, phải không? Quý vị có công nhận giả không? Đó, cho nên mình thấy giả mình mới làm được. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi đó có người đó không tu mà họ không biết đường làm phước, họ ôm ấp, họ chứa đựng, nhưng mà tu rồi mà còn ôm mà còn chứa đựng là cái người này tu suốt đời không nên thân nên hình gì chứ, phải không quý vị? Bởi thầy nói cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu có thì sau nhiều tai ách. Cho nên thầy nói tham chi giả tạm của tiền, nghĩa là trong cái cuộc đời này con người ai cũng làm để có tiền, phải không? Để ăn, để sinh, để sống, để làm. Nhưng mà có một cái chúng ta phải biết sử dụng cái đồng tiền, cái của đó làm sao cho nó sanh ra cái phước. Đây là cái vấn đề mới quan trọng, phải không quý vị? Cho nên thầy dạy chúng ta nè, tức là điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Làm ăn là để nuôi thân tứ đại này, phải không? Mà tu hiền là để nuôi cái linh hồn, tức nuôi tâm linh. Thân tứ đại này không biết giờ nào nó dứt duyên thế gian, vùi sâu nơi lòng đất lạnh, dập dư ba tấc đất, với nhờ cái tu hiền đó mà chúng ta thành tiên thành Phật. Tại vì sao? Vì giả biệt cõi đời này mà cái người nào hiền lành nhắm mắt thì thấy non tiên, phải không? Cái người nào niệm Phật thanh tịnh thì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cái người nào đam mê của cải vật chất tạo nghiệp thì mê muội ác hung về địa ngục, chứ đâu có gì đâu lạ, phải không quý vị? Tại vì nhân quả nó rất là rõ ràng, nghiêm minh. Thầy nói luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Cho nên quý vị nhớ không, khi Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, ngày mà ngồi là 6 năm khổ, trả lại cái đó, phải không? Đó. Rồi cái thứ tư nữa là gì? Là dụ ngữ. Tức là Đức Phật dùng nhiều cái tỷ dụ để cho chúng sanh thấy đó, hiểu đó. Rồi thiết lưu bố ngữ, tức là nói những chuyện ở thế gian, chuyện tốt, chuyện xấu, để cho cái người đang sống ở thế gian biết đó mà hành trì, bỏ cái xấu mà làm cái tốt. Rồi cái thứ sáu nữa gọi là bất thiết ứng ngữ, tức là nói những cái không có ứng nghiệm. Ví dụ như là dời núi, dời sông mà Đức Phật vẫn tỷ dụ. Rồi cái thứ bảy gọi là như ý ngữ, miễn Đức Phật nói lên là nó trúng ngay rang của tâm chúng sanh là vừa ý liền, phải không quý vị? Cho nên Đức Phật thiết là còn rất nhiều phương tiện, nhưng mà căn bản gọi là thất chủng ngữ. Và Đức Thầy chúng ta ra đời cũng nói theo Chí Thích Ca ngày trước, Đức Thầy chúng ta cũng có thất chủng ngữ, cũng 107 lần thiết pháp như Phật vậy, phải không? Nói về nhân ngữ nè, Đức Thầy nói rủi ốm đau bởi tại căn tiền. Nói về nhân ngữ nè, đời này vốn một lời hai mà trong bá tánh mấy ai tu trì. Rồi nói về quả ngữ đó, Đức Thầy nói rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Nói về nhân quả ngữ, Đức Thầy nói là khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít người, tội ác quá nhiều, phải không quý vị? Rồi nói về dụ ngữ, Đức Thầy nói sao? Thân ta dường thể như lương, giống như con lương vậy, đó là dụ ngữ, phải không? Cứu dân chẳng nệ lắm xương, nắng xương lắm đầu. Hay là lời ta khuyên nhủ như cành gẹo chim. Rồi bất thiết ứng ngữ, Đức Thầy nói sao?
dầu cho xây triển đất trời. Quý vị thấy đất trời có xây triển không? Nhưng mà Đức Thầy vẫn dùng, phải không? Dầu cho xây triển đất trời, lòng ta chí dốc độ đời mà thôi. Đó. Rồi nói về là Thế Luân Bố Ngữ, thì Đức Thầy nói ghét Bảo Chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu, thương Minh Vương bắt chước Thứ Nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Nói gì như ý ngữ, hát kêu những kẻ giàu sang mau mau làm phước làm do cho rồi. Vậy thì Đức Thầy chúng ta ra đời cũng lấy nhân quả làm căn bản, phải không? Cho nên Đức Thầy nói: một, đừng nghĩ lại vào kẻ mạnh; hai, đừng nghĩ lại vào sự cứu vớt của thần thánh; ba, đừng nghĩ lại vào sự của binh vực của thầy mình, mà luôn luôn phải nhớ câu nhân quả của Phật dạy: nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó được toàn thiện. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đó, tất cả những gì trước mặt chúng ta, của cải, tiền tài, vật chất, vợ đẹp, con ngoan, mà nếu chúng ta cho nó là thật tầm cầu đeo đuổi thì chúng ta rất là khổ quý vị. Tại sao vậy? Vì còn rồi mất, phải không? Được rồi không? Đó. Cho nên chính vì vậy, hoặc người ta chiếm đoạt thì nó vô cùng khổ. Dạng vật vốn vô thường biến ảo, phải không quý vị? Vô thường biến ảo như đám mây lơ lửng giữa bầu trời, khi thì hiệp, khi thì tan. Nhưng mà sau chuỗi thời gian thì lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ trôi qua, rồi nó để lại cho chúng ta những sợ hãi, khổ đau và nuối tiếc. Sợ hãi là gì? Tôi nói nội trận bệnh dịch không, bây giờ quản hồn quản vía trần, phải không? Nuối tiếc là chết rồi, mất cửa rồi, tiêu hết rồi mà giờ còn đâu nữa, phải không? Rồi khổ đau đầy dẫy vô số gì anh chị. Cho nên chúng ta nghe lời Phật và thầy chỉ dạy phải nhận rõ rằng thế gian là tạm giả, xác thân vô thường, của cải là phù dân. Ở đây chúng ta chỉ tạm sống và tạm xài và tạm mượn. Lỡ có mất không có gì tiếc hết trơn, mà lỡ có ai xin cần mình cho anh ta để đổi lấy cái phước, đâu có gì phải tiếc, phải không? Còn mình thấy thiệt thiệt không là mình cứ ôm hoài, rồi cuối cùng mình ôm cái đó là khổ, phải không? Cho nên Đức Thầy nói nè, vẫn biết rằng ở trong đời ai cũng phải lo thân. Quý vị cùng tôi ai có lo cũng phải lo thân hết. Thầy nói nhưng người hiểu đạo, tức là cái người có tu, có thấm mùi đạo, có nghiên cứu đạo, biết rõ cái thân của mình tạm mượn một thời gian để học hỏi, cái thân này cũng tạm mượn nữa, phải không? Chứ không phải thiệt. Nên lo vừa chừng, chẳng có ích kỷ, vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời. Tức là lo vừa chừng, tức là cho nó đủ ăn đủ mặc thôi, đừng cho nó lè lẹt, nó xe xua, nó tranh với đời nhiều quá, đó là khổ đó quý vị à, phải không? Như vậy, nhờ như vậy đó, gói gọn như vậy nó mới có dư, mới giúp ích cho đời, phải không? Thì thầy nói chừng bỏ xác ta có cái khác. Đây là cái chỗ Đức Thầy thọ ký đó quý vị à. Tức là mình vừa tự giác là mình lo cho mình, mà giác tha là lo cho chúng. Mà khi làm nhiều công hạnh tròn đầy thì đến cái chỗ giác hạnh viên mãn, tâm từ bi tròn đầy, thì chứng tam giác của Phật, đó là đắc đạo đó, phải không? Mà ngạc có cái mình lo cho mình không, không có lo cho ai trơn, mà lo cho mình lo còn không xong, ăn cũng không biết đường ăn nữa, phải không? Gấp cái vô cục tội có biết ăn đâu, mà gấp 70 năm vậy đó, mà năm thứ 71 chưa có giác ngộ cũng còn gấp tội, gấp chừng nào mà chui xuống lỗ ấy thôi, phải không? Sang cho lắm cũng rã rời thân xác, sướng cho bao cũng miếng đất ngày mai, quý cho bao cũng lao nhọc đêm ngày, vui cho mấy cũng dường như xương tiết. Danh có cao trỗi quanh quanh liệt liệt, Tần Thủy Hoàng trụ kiệt có còn chi, Sở Bá Vương Tào Tháo có ra gì, tử thần đến co đầu rút cổ, làm cho giữ tử thần đến sợ lắm. Mạnh như quân bá hàng tích mưu tột độ, hỏi ngày nay các ông ấy có còn chăng? Không còn ông nào hết. Giàu thạch sùng dương khải mấy ai bằng, tử thần đến đem tiền ra thế mạng được không? Không thế được, phải không? Cho nên con người sống trên thế gian, quý vị biết nhờ gì không? Ai nói giờ tiền là thôi à, phải không? Nhờ tiền không có ngồi đây đâu, mà nhờ phước đó. Cho nên mình tưởng đâu sống nhờ tiền, nhờ ăn ngon, nhờ mặc đẹp đâu phải vậy. Ăn ngon mặc đẹp, tiền của nó làm cho mình giảm thọ nhiều đó. Làm việc ác nhỏ giảm 3 ngày tuổi thọ, làm việc ác lớn giảm 3 năm tuổi thọ, làm việc thiện nhỏ tăng 3 ngày tuổi thọ, việc thiện lớn tăng 3 năm tuổi thọ. Cho nên đừng thấy cái việc nhỏ mà ác nhỏ chúng ta làm, mà nhiều cái ác nó cũng dẫn chúng ta đến cái chỗ luân hồi sanh tử. Mà nhiều cái thiện nhỏ mà chúng ta bỏ, nhiều cái thiện nhỏ gom lại, nó cũng đưa chúng ta lên tiên lên Phật được à, phải không? Cho nên cổ đức cho biết là vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, mà vật dĩ thiện tiểu nhi bất di. Đừng thấy ác nhỏ mà làm, đừng thấy thiện nhỏ mà bỏ. Cho nên chúng ta cố gắng, dù là nó nhỏ nhưng mà tích lũy thì nó sẽ được nhiều đó quý vị à, phải không? Cho nên cái thân này đó, mà nếu mà chúng ta biết rồi, chúng ta cố gắng lo tu tập của cải này đó, chúng ta biết chúng ta tận dụng cái của này, chúng ta làm phước quý vị à, phải không?
Cho nên con người sống trên thế gian là nhờ cái phước chứ đâu phải nhờ tiền nhờ của đâu. Cho nên ơi, ba anh sao chết à? Đào cả mấy tháng này đó ông ơi, nhưng mà người ta đau 3 năm sao người ta không chết? Nói đúng ra là mãn phước, phải không? Thầy khẳng định một câu là chốn âm ti ngu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn cõi âm thần bệnh sái dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Cái người nào mãn phước chết, mãn phước chết, chứ không có gì lạ hết trơn á. Cho nên bây giờ quý vị sống ở trên đời này nè, chúng ta cố gắng ăn chay niệm Phật, cúng lại làm lành lánh dữ bố thí giúp đời, mà cái phước nó tăng hoài rồi sao quý vị? Có ông đạo này ông lắc léo, ông nói gì vậy? Tôi thấy mấy ông đạo cũng chết hoài chứ gì, không lẽ không mãn phước sao? Tôi nói không, tu mà sao mãn phước được. Ông hỏi sao chết? Chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi đó ông ơi. Người ta về ngôi chứ mãn phước đâu, phải không? Đời sau khi chết là rồi, chứ đạo sau khi chết thì ngồi tòa sen, người ta về người ta ngồi tòa sen ở trên đó ông ơi. Đâu có đọa địa ngục, phải không quý vị? Quý vị cứ tu đi, cứ nhắm mắt rồi là bay cái rét về Tây Phương Cực Lạc hả? Tại sao vậy? Vì chúng ta phát tâm niệm Phật, bên cõi ta bà là bên ao thất bảo Đức Phật mọc lên một hoa sen. Mà khi chúng ta làm lành lánh giữ bố thí giúp đời, chuyên tu thiện nghiệp, thì cái hoa sen ở bên nó lớn lớn lên. Ở bên đây đó, chúng ta vừa nhắm mắt cái thần thức nhập thai sen tinh hảo, bay cái rét bì bệnh nhập luôn, phải không quý vị? Rồi tùy theo cái công đức mỏng dày mà nó nở ra để vui, chứ đâu có gì lạ, phải không? Quý vị biết không, hoa sen vui nở như đau lợi khác hẳn thai phàm ở thế gian. Cái hoa sen đó mà hạ phẩm hạ sanh nha, của cái người hạ phẩm mà vô trong đó ngồi, nó lớn như cái cung trời đau lợi vậy đó, chứ phải vừa đâu, phải không? Nó khác hẳn thai phàm ở thế gian. Cái thai phàm ở thế gian vô nó cực khổ lắm đó quý vị, thấy không? Mà nếu chúng ta thấy giả rồi chúng ta mới làm phước được. Tôi nói quý vị nghe đó, có người tu cả đời đó ha, chưa biết làm phước 1000 bạc. Nói tới phước là làm như người ta ớn, mà tu thậm chí còn kiếm tiền thêm nữa. Chi vậy quý vị? Thí dụ như bây giờ cái người nghèo thì kiếm đủ ăn là phải rồi. Cái người vừa vừa thì kiếm đủ ăn cũng phải rồi. Nhưng mà giàu quá phải bố thí ra chứ sao kiếm thêm. Kiếm mất công để dành, phải không quý vị? Mà để thì sợ mất mối mọt nó ăn đó, rồi đem gửi ngân hàng là bể luôn ngân hàng sao? Ngân hàng Tây Phương không gửi mà gửi ngân hàng thế gian, phải không? Gửi ngân hàng Tây Phương mới chắc ăn. Một đồng bố thí một đồng thu, dạng đồng bố thí dạng đồng thu. Ngân hàng phước báo ta nên gửi, phước báo về sau cứ mãi thu, hoài hoài kiếp nào cũng thu hoài trên, thấy không? Cho nên quý vị thấy đó, trên đời này mỗi người sanh ra giàu nghèo sang hèn, đẹp xấu sống lâu chết yểu là đều do cái túc nghiệp phước và nghiệp ở đời trước. Còn 5 phút nữa nãy tại không cho giờ tôi không biết, phải không? Thôi giờ 5 phút nữa tôi thêm phần chút xíu nữa đi. Rồi bây giờ nói tới cái thân giả nữa, phải không? Bây giờ nói là mình sai lầm cái thứ nhất là gì? Là nhận cái cõi khổ cho là vui đó, rồi cái của giả mà cho là thiệt, rồi cái thân giả mình cho thiệt nữa nè quý vị à, phải không? Cho nên cái thân này rõ ràng là cái thân này là 4 chất tứ đại đất nước gió lửa, mà hợp thành có bền chắc chi đâu mà tránh khỏi ngày tan rã, phải không quý vị? Cái thân này nó đi vòng trong luân hồi sanh tử nè, từ hồi trước tới giờ không biết bao nhiêu nói. Thầy nói trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Đó quý vị thấy không? Ấy cũng tại sự mê lầm, cái này gọi là mê lầm nhận lầm nè, của lục căn mà say đắm lục trần ý thức lầm lạc ấy, khiến các trò nhận cái thân ô trượt này là thật cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui say nào hay thân vô thường tạm mượn, phải không? Do tứ đại hiệp thành, còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đời. Vậy mà con người á, thường ở thế gian này người ta lo cho thân không á, người ta đâu có lo cho tâm, người ta đâu có lo tu quý vị, phải không? Con người sống giữa trần gian á, là nó là vậy không đó, phải không? Cho nên cái thân này quý vị biết, cái thân này là thân giả, thân này là thân tạm mượn, cái thân này không biết giờ nào nó ra đi. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô mục, mọc tại xuân dinh thu hiệu khô, giận nhậm thạnh suy vô bố quý, mà thạnh suy như lộ thảo đầu khô. Nghĩa là thân như bóng xế chiều tàn, cây xuân tươi thắm, nhưng mà thu qua rụng rời, xá chi si thạnh ở đời, thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Đức Phật nói sao trong kinh Kim Cang? Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nghĩa là Phật rằng muôn pháp trong đời ví như xương bọt giữa giờ dễ tan, chim bao điện chớp sấm vang, đến như thân xác hơi tàn còn đâu. Cái thân này lo dung dưỡng nó quá, tạo nghiệp nhiều, nó khổ nhiều, nó mau chết,
rồi nó mau gần địa ngục cô bác anh chị em. Bây giờ tranh thủ lo tu là được rồi, để mơi mốt nó chết rồi không có tu. Tôi nói quý vị nghe đó, cái giai đoạn này là cái giai đoạn gấp rút, cái giai đoạn hối thúc. Thiên cơ thì biến đổi can qua khắp trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, phải không? Từ đây sắp đến thảm thế, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng, để chừng đến việc ngóng trông trách rằng trời Phật mà không lòng từ bi. Tới chuyện rồi nói Phật ơi cứu con, cái Phật không cứu, không có từ bi. Phật cứu sao được cứu quý vị? Thầy nói cứu lương hiền chẳng cứu người hung kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Phật cứu người hiền, mà quý vị muốn Phật cứu thì quý vị phải làm người hiền. Mà làm người hiền thì phải biết ăn chay, phải biết niệm Phật, phải biết cúng lại, phải biết tránh ác, phải biết bố thí giúp đời. Và đây là cái cơ hội sau cùng để cho mình tiến thân, phát tâm tu liền. Ai chưa tu tu liền, mà ai tu rồi về kiểm tra lại nghe. Từ hồi trước giờ tu mà dòm dòm thiên hạ không à, không có dòm mình. Chiến này xây lại dòm mình coi. Đối xử trong gia đình, đối xử bên ngoài, đối xử với đồng đạo, đối xử với cả hội tu vậy coi nó hoàn mỹ chưa? Giống lời Đức Thầy chỉ dạy chưa? Giống rồi cứ vậy mà đi tới. Còn nếu chưa còn sai lệch thì chúng ta cố gắng tu chỉnh sửa liền quý vị à. Để không mấy sửa không kịp, phải không quý vị? Để không mấy sửa không kịp. Cái thân này rồi nó chết rồi làm sao sửa kịp? Cho nên chúng ta cố gắng tu đi, rồi sau này gặp Phật gặp Thầy chứ đâu có gì lạ. Thầy ra đời khai đạo nè, rồi dạy đạo nè, rồi Thầy vắng mặt mình quy y theo đạo, học đạo, rồi tu theo đạo. Sau này Đức Thầy trở về điểm đạo thì mình sẽ có mặt trong hội Long Hoa gần tiên gần Phật. Sau này sẽ có một cái cảnh gọi là lọc lừa sàng sấy. Thầy nói lão đây dưng lệnh Phật Tôn lãnh cân thưởng phạt, chư môn giữ lành. Sau này Thầy trở về à, phải không? Giữ thì phải xử à, xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn à, chứ không phải chuyện chơi. Cho nên bây giờ mà không tu đó, sau này nước dân lũ lụt, chiến tranh giặc giả, ác thú dậy đầy, yêu tinh cấu xé, lúc đó muốn ai Phật cứu? Phật cứu mình được không quý vị? Đâu có cứu được, phải không? Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Đó quý vị thấy chưa? Bây giờ theo đạo đi, phải không? Một câu lục tự là nhà nhà bình an. Bây giờ ráng đi, bây giờ cái người nào chưa tu chúng ta tu liền, tu rồi chúng ta cố gắng tu chỉnh thân khẩu ý mình lại, niệm Phật cho nhiều, giữ giới làm phước. Chúng ta càng làm nhiều chừng nào để đón cái ngày mà Đức Thầy trở lại, phải không? Sau này Đức Thầy đã hẹn mình rồi à, phải không? Rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền noi tục cổ, mà tới thời thượng cổ điểu hòa mai. Đức Thầy chờ mình đó à. Tới điểu hòa mai tức là chim đậu chung một cành, muốn nói là thầy trò tôi tới gặp nhau rồi. Phương Nam thì rạng ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung, nhưng mà dành cho kẻ lòng trung tránh trợ không nè. Đây nè, lòng trung tránh trợ không đó. Quân cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng, chào người trơn tu leo lên qua sen bay cái rét, phải không? Về bến luôn đó. Bao la cảnh Phật cõi tiên, thôi bao la cảnh Phật rồi cõi tiên tức là cảnh tiên. Tòng mai liễu trúc, thôi ôi kiện nó đẹp hữu duyên phe màu, ngũ dân thì năm sắc năm màu, kìa quy nọ phụng lao sao vui mừng, gian dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con, bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn ngày nay hiệp mặt. Hết còn thở than, không có thở than gì nữa trơn. Vậy phải không? Vậy thì bây giờ không có sống sai lầm nữa. Bây giờ thân này là giả, của cái là giả, phải không? Cõi đời này là khổ, chúng ta nhận thức được, hạ thủ công phu, coi cái nào dư dư ngắt khúc đi. Muốn làm Bồ Tát phải tác đồ, muốn làm Phật thì sao? Phải từ bi hỷ xả cứu độ chúng sanh, đưa chúng sanh qua bờ giác. Nói vậy đó. Cho nên phải nhận rõ rằng cõi đời này khổ sở, chúng ta không còn sai lầm nữa. Ai chưa tu chúng ta phát tâm tu liền, ai tu rồi hạ thủ công phu tu cho chín chắn, tu càng nhiều chừng nào thì công đức càng sâu, thì cái ngày đó dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng được gặp Phật gặp Thầy trong cái ngày hội Long Hoa. Tại vì sao? Vì hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê, cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng rồi, sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Bây giờ tu đi cho có công đức sẵn đi, sau này khỏi cần đem tiền đi mua nữa. Mà sau này không tu rồi mình mua cũng không được, phải không cô bác anh chị em? Rồi kính thưa quý vị, thì chắc có lẽ 40 phút cũng tạm xong rồi. Cho nên nãy giờ không có nói giờ, tôi tưởng đâu là nó nhiều cho nên tôi xả hết, nhưng cuối cùng lại nó thiếu. Mong quý vị thông cảm nha. Bây giờ muốn nói thêm cũng không được. Kết thúc nhân duyên trao đổi Phật Pháp, nguyện hồi hướng công đức trao đổi Phật Pháp cho cửu quyền thất tổ và vong linh người quá giảng, và cầu chúc cho toàn cả thế giới được bình an. Những người chưa phát tâm tu giác ngộ tu hành, còn đồng đạo chúng ta tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp, đồng đăng Phật cảnh, đồng ngộ Phật tâm,
đồng thành Phật đạo ngài Đức Thầy quay gót trở lại. Nam Mô A Di Đà Phật.